Chương 831. Tổn thất thảm trọng. Không, rất thuận lợi. Chu Phàm nói. Không là tốt, ngày mai chắc mỗi vớt thay ra thiền sẽ rất ít. Lưu Khán Thư thở dài nói. Người ra truyền quá ít, sẽ ảnh hưởng tới sinh ý của thương nhân như bọn họ. Cho dù ta vẫn muốn có tài liệu, nhưng ta cũng kiến nghị Chu huynh đệ tốt nhất là nghỉ mấy ngày. Việc này có thể rất hung hiểm. Lưu Khán Thư nghĩ một chút rồi nói. Ta sẽ cân nhắc. Chu Phàm nhíu mày, Lưu trưởng quỹ lúc trước các ngươi chưa từng phát sinh loại chuyện này là Trước kia cũng từng phát sinh trong một ngày tổn thất không ít đội vớt thay, nhưng trước giờ chưa từng thấy đầu của đội vớt thay đều bị vặt xuống, sau đó chuyển sẽ trở đầu tự động trôi về. Trên mặt Lưu Khán Thư lộ ra vẻ sợ hãi. Khi bọn họ nói chuyện đã tới chỗ ở của Lưu Khán Thư, Lưu Khán Thư mời Chu Phàm vào ngồi, sau đó lại sai người đi lấy huyết tâm liên tử cho Chu Phàm. Huyết tâm liên tử rất nhanh được lấy ra, Chu Phàm kiểm tra cẩn thận số lượng, xác nhận không có sai sót mới thu lại. Lưu Khán Thư muốn mời Chu Phàm đi ăn cơm, Chu Phàm lại nguyền truyền cự tuyệt. Khi đang định rời khỏi, có võ giả bước nhanh vào trong phòng, ngẽ vào bên tai Lưu Khán Thư nói mấy câu. Sắc mặt Lưu Khán Thư lập tức biến thành phức tạp, hắn nhìn võ giả hỏi, xác nhận chưa? Xác nhận rồi, là thương gia khác dùng tiêu tức phù phát ra tin tức của chúng ta. Này mặt võ giả nghiêm túc nói, Lưu trưởng quỹ, nếu không có việc gì, vậy ta đi trước. Chu Phàm thấy Lưu Khán Thư hình như có việc phải xử lý, mình lại càng không nên ở lại chậm đã lưu khán thư gọi chu phàm lại hắn hít một hơi thật sâu bình phục lại tâm tình chu huynh định ngày mai thật sự đừng có ra triển nhi chắc cũng sẽ không có đội vớt thay nào dám ra thiền đê của ba bờ còn lại vừa có tin tức truyền đến bọn họ tổng cộng tổn thất 24 chiếc thiền trong đó có 20 chiếc thiền là trở đầu trôi về khi chu phàm mang theo lão huynh trở lại phòng của mình ngồi xuống trong đầu vẫn đang suy nghĩ tin tức kinh người mà lưu khán thư nói bốn đường đê trong vòng một ngày tổn thất 31 chiếc thuyền hơn 100 mạng người hơn nữa mỗi một người đều là võ giả tổn thất như vậy thật sự là quá thảm trọng đừng nói ngày mai không có đội vớt thây ra truyền cho dù qua một đoạn thời gian nữa sợ rằng cũng sẽ không có đội vớt thây nào dám ra truyền hắn lờ mờ cảm thấy tiền tự động trôi về đây có thể là một loại cảnh cáo cảnh cáo đội vớt thây đừng tiến vào trong hồ sen nữa hồ sen có thể đã xuất hiện một con quái quyệt hoặc là đàn quái quyệt rất lợi hại không ai lại điên rồ tới một ngày giết chết nhiều đội vớt thây như vậy cho dù là giết chết cũng không cần thiết phải khiến đại đa số thiền tự động trôi về. Hàn trên lạng suy nghĩ một lúc, mới lấy ra huyết tâm liên tử ăn vào tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến lúc đêm khuya. Uy áp huyết khí trên người Chu Phàm lan ra, lông toàn thân lão huynh dựng đứng lên, nó không thể không chạy trốn tới cạnh cửa, đối với nó mà nói. Loại long uy này quá cường đại, có điều loại huyết khí cường đại này chỉ lập tức trong nháy mắt đã bị hắn nạp về trong cơ thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đây là võ kỹ huyết bạo hắn tu luyện đã thu liễm long thần uy áp trong cơ thể tinh thần trục phàm sáng láng hắn dựa vào 22 mươi huyết tâm liên tử này thuận lợi dung hợp hai giật long thần huyết hiện tại hắn đã là hoán huyết cao đoạn chân khí tích trữ trong máu rồi rào cường đại đã đạt tới vấp 8 lần võ giả hoán huyết đoạn bình thường lại thêm chân khí của chính khí điền cùng với xương cốt lượng chân khí như vậy cho dù là cảnh giới tiếp theo của hoán huyết đoạn cũng chưa chắc đã so được với hắn có điều hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ lần trước dung hợp hai giọt long thần huyết chỉ cần 11 hạt huyết tâm liên tử, lúc trước hắn ăn hai hạt huyết tâm liên tử, cộng thêm 22 hạt huyết tâm liên tử đêm nay, mới lại dung hợp được hai giọt long thần huyết. Quả nhiên càng đến về sau, huyết khí cần cho tu luyện lại càng lớn, dựa theo dự toán như vậy, dung hợp hai giọt long thần huyết cuối cùng ít nhất cũng cần 50 hạt huyết tâm liên tử mới đủ. Điều này khiến hắn hơi nhướng mày, vốn dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày, hắn khẳng định có thể vong đủ tất cả huyết tâm liên tử để tu luyện hoán huyết đoạn, nhưng hiện tại lại là loại tình huống này. Dưới tình huống tất cả mọi người không dám ra truyền, chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm tiến vào trong hồ sen. Suy nghĩ một lúc hắn trực tiếp nằm xuống ngủ. Hắn xuất hiện ở trên truyền. Hắc Long vẫn không thấy bóng dáng, hắn tự tu luyện, chờ đến giờ. Lại rời khỏi khôi hà không gian. mươi 832, phong truyền vào thăm dò. Khi tỉnh lại, trời chưa sáng hẳn, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, mới giống như thường ngày rời giường mang theo lão huynh đi ăn sáng rồi đi đến bên bờ sông bên bờ sông vẫn tụ tập không ít người giống như trước kia nhưng lại không có bao nhiêu người đi đẩy truyền hoặc là chuẩn bị ra thiền đại bộ phận đội vớt thay đều nhận được tin tức cho dù tin tức bế tắc không nhận được đi tới trên bờ nhìn thấy loại tình huống này hỏi thăm người khác một chút cũng sẽ biết dưới loại tình huống này nếu ra thiền vậy không khác gì chịu chết mọi người đều là tới xem tình thế sẽ phát triển đến mức nào loại địa phương như đường đê này ngươi thực sự có sức ảnh hưởng là võ giả thực lực cường đại thương nhân quản sự thế gia những người này bình thường chưa chắc đã toàn bộ đều tới đây nhưng hôm nay toàn bộ đều tề tụ ở trên bờ ô cao hiên tới nhìn thấy chu phàm cũng có mặt hắn đi tới kéo chu phàm đến chỗ không người hỏi chuyện ra truyền ngày hôm qua chu phàm nói vài câu ô cao hiên trầm ngâm một chút thấp giọng nói chu huynh định, đợi lát nữa võ giả hoán huyết đoạn thương nhân quản sự thế gia sẽ tụ tập thương thảo xem nên xử lý việc này như thế nào ngươi có muốn tham gia không chu phàm nghĩ một chút hắn là rất hy vọng có thể ra thiền vậy nghe thử những người này thương thảo biện pháp giải quyết cũng không tồi hơn nữa hắn vẫn không quên mình là tần sát sứ của lạc thủy hương cho dù bốn đường đê đều là võ giả kiệt ngao bất tuần rất nhiều lúc nhi loan ti đối với loại địa phương bốn đường đê này là mặc kệ không hỏi nhưng vạn nhất thật sự xảy ra vấn đề lớn vẫn phải nghĩ cách xử lý chu phàm gật đầu đáp ứng vậy lát nữa ta và chu huynh đệ cùng nhau đi ô cao hiên cười nói có người thực lực mạnh như chu phàm đối với đường đê bờ đông mà nói sẽ chỉ có lợi rất nhanh lưu khán thư cũng tìm tới lời hắn nói không khác biệt lắm với ô cao hiên cũng là hy vọng chu phàm có thể gia nhập cuộc thương thảo sau khi biết được chu phàm đã đáp ứng hắn mới đi nói chuyện với người khác người trên bờ sông càng lúc càng nhiều không bao lâu sau võ giả thực lực cường đại thương nhân quản sự thế gia của đường đê bờ đông đều tụ lại với nhau những đại nhân vật của đường đê bờ đông này rời xa đám người đến ven hồ sen thương nhân quản sự thế gia các võ giả tách ra là để tránh võ giả muốn nghe lén. Ngươi thực sự đủ tư cách tham gia của hội nghị nay chỉ có 16 người. 16 người này có 8 người là thương nhân, quảng sự thế gia thu mua tài liệu, 8 người còn lại là võ giả hoán huyết đoạn, trừ Chu Phàm gia, không ai không phải đội trưởng của đội vớt thây cường đại. Nên nói còn có mấy người thu mua tài liệu và võ giả hoán huyết đoạn vừa hay không ở đường D, bằng không nhân số sẽ vượt quá 20 người. trừ Chu Phàm gia, 15 người ở đường D bờ đông đều có sức ảnh hưởng chân chính. Bọn họ cơ bản đều quen thuộc với nhau về phần chu phàm không ít người có lẽ nhận ra võ giả chu phàm dám đơn độc ra truyền này nhưng bọn họ đối với chu phàm có đủ tư cách gia nhập thương thảo hay không trên mặt vẫn lộ ra vẻ hoài nghi liên tiếp nhìn về phía chu phàm chu huynh đệ thực lực bất phàm là ta cùng với ô huynh đệ cùng đề cử gia nhập lưu khán thư cười giải thích lưu khán thư và ô cao hiên cùng đề cử cho dù trong lòng mọi người có hoài nghi nhưng trên mặt cũng thu hồi vẻ hoài nghi về phần người lên tiếng chấn vấn lại càng không có bình thường có lẽ bọn họ sẽ có mâu thuẫn có tranh chấp nhưng vào lúc như thế này không thể ra truyền sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của tất cả mọi người bọn họ vẫn phải đoàn kết nhất trí ít nhất sẽ không bởi vì thêm người tiến vào cuộc thương thảo mà gây ra mâu thuẫn gì các ngươi nói xem nên giải quyết như thế nào một quan sự thế gia dẫn đầu mở miệng mọi người nhìn nhau có người lạnh giọng nói trước mắt không ai biết trong hồ sen đã xảy ra chuyện gì rất khó nghĩ ra biện pháp thích hợp đây quả thật là mấu chốt của vấn đề hiện tại tất cả đội vớt thây đều không dám ra truyền nữa theo tin tức ngày hôm qua thu thập được không ai mục kích những võ giả đã chết trong hồ sen là bị gì tập kích. Ban đường DT Nam Bắc có cách nói gì không? Một võ giả hoán huyết đoạn hỏi. Bốn đường đây có quan hệ cạnh tranh, lại có hợp tác nhất định, bởi vì tính nguy hiểm của hồ sen, liên hệ với nhau cũng không phải là ít, nhất là trên loại chuyện này. Bọn họ càng nguyện ý liên hệ tin tức. Bọn họ cũng không có bất kỳ manh mối gì. lưu Khán Thư lắc đầu nói. Mọi người lại thương lượng một lúc, chỉ là nói đi nói lại vẫn không có biện pháp gì hay. Đã không có cách nào, vậy cứ dựa theo quy củ trước kia Đừng đi phong truyền 3 ngày, xem tình huống rồi tính Một thương nhân có chút không kiên nhẫn nói Chương 833, phong truyền và thăm dò hai Trước kia nếu xuất hiện nguy hiểm không thể lý giải Đều sẽ trước tiên tập trung phong truyền 3 ngày Không cho phép bất kỳ đội vớt thay nào truyền Chờ nguy hiểm có khả năng tồn tại rời khỏi Bọn họ lại lựa chọn ra truyền Phong truyền 3 ngày thì 3 ngày, có điều 3 ngày sao? ta chắc cũng không có đội vớt thay nào nguyện ý ra thuyền đâu. Ô Cao Hiên cười lạnh nói. Dẫu sao chuyện lần này lớn như vậy, ba ngày sau, ai nguyện ý ra thuyền thử xem có nguy hiểm hay không? Trước tiên xem ba đường đây khác có làm như chúng ta không? Nếu bọn họ cũng lựa chọn phong truyền ba ngày. Vậy đến lúc đó dùng trọng kim chế để giải quyết. Một Quan sự thế gia có chút đau lòng nói. Tư quyết định như vậy đi. 16 người ngừng cuộc thương thảo lần này. Cái gì là trọng kim chế? Chu Phàm đợi mọi người giải tán. Tào Lưu Khán thư hỏi, chính là những thương nhân. Quản sự thế gia đang gom ra một số tiền lớn mời một hoặc hai đội vốt thay ra thiền tham gió nguy hiểm. Lưu Khán thư cười khổ giải thích, bao nhiêu tiền? Chú Phàm cảm thấy có chút hứng thú hỏi, đủ để khiến võ giả Tây Tủy đoạn động lòng, có điều ta nghĩ võ giả Hoán Huyết Đạn khẳng định không muốn vì chút tiền này mà mạo hiểm. Lưu Khán thư nói. Chu Phàm có chút thất vọng lắc đầu, chỉ khiến võ giả Tây Tủy đoạn động lòng, vậy chỉ sợ số tiền này cũng không nhiều, dẫu sao muốn mời được võ giả hoán huyết đoạn chấp nhận nguy hiểm tới tính mạng để làm việc vậy chắc chắn là giá trên trời trong những võ giả đã chết thực lực cao thấp đều có vậy chứng tỏ nguy hiểm không phải xuất hiện ở khu vực cố định chỉ cần có người nguyện ý mạo hiểm ra truyền là đủ rồi quyết định phong truyền của đường để bờ đông được truyền các võ giả đương nhiên sẽ không phản đối kỳ thật cho dù không phong truyền bọn họ cũng không dám ra thiền nữa cho tới giữa trưa tin tức ba bờ khác cũng quyết định phong truyền ba ngày truyền tới tai chu phàm Chiến hắn cười khổ. Bốn đường đi hiển nhiên không ai muốn chịu thiệt, mạo hiểm làm chim đầu đàn, cho nên không hẹn mà cùng phong truyền ba ngày. Trúc Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ, hắn không thể bởi vì phong truyền ba ngày mà từ bỏ huyết tâm liên tử rời khỏi thất liên đường. Trong ba ngày này, trừ thời gian cần thiết để tu luyện ra, hắn chỉ có thể mang theo lão huynh thỉnh thoảng tới hoang dã liệp sát quái quyệt, làm như vậy mới sẽ không lãng phí thời gian của mình. Trong vòng ba ngày này, đường đi bởi vì không thể ra truyền, các võ giả không có việc gì làm, chuyện uống rượu đánh nhau liên tiếp phát sinh, trong đó thậm chí cũng có vài người chết. Có điều người đường đều biết Chu Phàm thực lực bất phàm, không ai dám đến trêu chọc hắn. Và lại Chu Phàm đi sớm về muộn, muốn gặp được hắn cũng rất khó khăn. Có thể nói hắn thủy chung đều dùng một loại tư thái tự do ở đường đây. Đến ngày thứ tư, Chu Phàm lại mang theo lão huynh tới trên bờ. Trên bờ người đông nghìn nhịp, dưới trọng kim, có hai đội vớt thầy nguyện ý mạo hiểm tiến vào hồ sen. Ba bờ khác cũng không đợi đường đê khác phái truyền thám hiệp. Từ đó mồi mát ăn bắt vàng, mà cũng phải ra truyền đi thăm dò. Dẫu sao cho dù tiền trên bờ khác trở lại, nhưng cũng có nghĩa là mặt sông bên bọn họ không tồn tại nguy hiểm. Để xác nhận xác thực tình huống, tiền nên bỏ thì vẫn phải bỏ, không phái chuyển đối với bọn họ mà nói, phiền phức sẽ lớn hơn. Cho nên bốn bờ đều khởi động trọng kinh chế, phái ra truyền. Buổi sáng ông hy vọng nhìn thuyền hoa tiến vào trong hoa xanh, không ít người chờ ở ngay trên bờ. Chú Phàng không làm chuyện lãng phí thời gian, hắn lại ra hoang dã giết quái quyệt tích cực kiếm sâu xám lớn. Cho đến lúc hoàng hôn mặt trời lặng, hắn mới trở bờ. Người trên bờ càng tụ càng nhiều, nhìn hồ sen với vải trời mong. Cho thời gian không ngừng trôi qua, khi mặt trời sắp xuống núi, hai chiếc thuyền cuối cùng cũng trở lại. Nhưng tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì trở về là hai chiếc tiền trống. Tiền trống chậm rãi đi trong nước, sau khi cập bờ thì yên lặng bất động. Lúc này đám người mới phát ra tiếng ồn ào, phái người đi xem thử. Có thương nhân là lớn, rất nhanh lại có hai người được phái ra nhìn thấy là đầu của hai đội vớt thây của đường đê bờ đông hôm nay tiền dường như vĩnh viễn sẽ không nhầm lẫn tiền của đường đê bờ đông sẽ không trôi tới bờ tây bờ nam hoặc là bờ bắc trong đám người vang lên các loại tiếng nghị luận biểu cảm phẫn nộ sợ hãi lo lắng đều có mười sau võ giả hoán huyết đoạn thư nhân quản sự thế gia của đường đê bờ đông lại rời xa đám người huyên náo tụ lại với nhau bọn họ trầm mặc đã sai người dùng tư tức phù đến hỏi tình huống gia truyền của ba đường đê khác trước khi có tin tức bọn họ có chút không yên lòng chờ, không ai nguyện ý mở miệng. Cho đến khi tin tức truyền đến, tiền ba bờ khác phái ra đi thăng gió nguy hiểm cũng chờ đầu trở lại. Chương 834. Quyết nghị của bốn bờ. Tất cả người của đội vớt thay đi thăng gió nguy hiểm đều chết, nhìn thì không mang được tin tức gì về. Nhưng lại mang về một tin tức rõ ràng. Trong hồ sen rất nguy hiểm. Hiện tại điều duy nhất có thể xác định là hồ sen tồn tại nguy hiểm rất lớn, thực này khiến 16 người ngương ngác nhìn nhau, hiện tại phải làm sao bây giờ? Trường Kỳ Phong truyền a. Lưu Khán Thư sầm mặt hỏi, Trường Kỳ Phong truyền khẳng định không được, phong thì chúng ta ăn không khí a. Một thương nhân liên tục lắc đầu nói, kỳ thật phong hay không phong ý nghĩ cũng không lớn, hiện tại không có đội vốt thay nào dám ra truyền. Võ giả Hoán Huyết đoạn cười lạnh một tiếng, nói, cho dù là hắn cũng không muốn ra thiền lúc này. Hồ Sen hiện tại đã thành nơi nguy hiểm cắn nốt mạng người, ai đi vào là người đó không ra được sắc mặt các quản sự thế gia và thương nhân đều trở nên ngương trọng quả thật hiện tại có phong diền hay không cũng không hề có bất kỳ ý nghĩa gì trước khi nguy hiểm chưa xác nhận đã được giải trừ các võ giả cẩn thận tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ra thiền nữa nếu trong thời gian dài ở hồ sen không có lợi nhuận vậy một lượng lớn võ giả sẽ rời khỏi bốn đường đê đường đê khó tránh khỏi sẽ trở nên tiêu điều từ đó sẽ tạo thành đả kích trí mạng đối với dinh ý của thương nhân và quản sự thế gia các vị phải nghĩ biện pháp nếu không giải quyết chuyện này tổn hại đều là lợi ích của chúng ta một quản sự thế gia sốt ruột nói thương nhân không có tài liệu trong hồ sen cùng lắm nghĩ cách đổi đường kiếm tiền như đối với quản sự thế gia mà nói nếu dinh ý của hồ sen không còn bọn họ rất có thể sẽ bị thế gia phái đi làm chức vụ nhàn tản mà bọn họ không muốn làm hay là chúng ta lại bỏ ra một số tiền lớn để đội vớt thay tiến vào hồ sen thăm dò một chút lại có người kiến nghị như vậy hiện giờ thì sợ là cho dù chúng ta đưa ra giá trên trời cũng sẽ không có ai nguyện ý đi vào Lưu Khán Thư lắc đầu nói. Lúc trước vẫn chưa thể xác nhận nguy hiểm bên trong, hiện tại đã xác nhận rồi. Những võ giả đó cũng không phải đúng ngốc, ai lại nguyện ý đi vào chịu chết vô ích. Điều này căn bản là không thể thực hiện được. Chúng ta đừng ở đây nghĩ xuống nữa. Xem sao người của ba đường đế khác nghĩ thế nào, sau đó chúng ta hợp nhau lại thương thảo một chút. Một thương nhân tuổi tác lớn nhất nói. Cách nói này có được sự đồng ý của đại bộ phận người ở đây. Chuyện đã đến nước này, bốn đường đây là tới lúc nguyên hợp lại để thương lượng bị pháp giải quyết bọn họ dùng tiêu tức phù trao đổi với ba bờ khác. Ba bờ Tây Nam Bắc đồng ý liên hợp thương thảo. Thế là 16 người, người của đường đê bờ đông lại chọn ra một thương nhân, một quản sự thế gia cùng với một võ giả hoán huyết đoạn làm đại biểu rời khỏi đường đê bờ đông đi thương nghị việc này. Không đến nửa ngày, ba đại biểu đường đê bờ đông phái ra đã trở lại. Đối sách bốn đường đê thương lượng ra là trước mắt vẫn chưa thể xác nhận trong hồ sen đã xảy ra chuyện gì. Vậy trước tiên phải xác nhận hồ sen tồn tại nguy hiểm gì đã. Xác nhận thế nào? mười người lại tụ tập trên đường đê bờ đông nghe đến đây nghe đến đây có người mở miệng hỏi võ giả tẩy tủy đoạn không được kết quả chúng ta thương lượng là để võ giả hoán huyết đoạn các ngươi đi vào một quảng sự thế gia được phái ra làm đại biểu do dự một chút nói mỗi một đường đê sẽ phái ra một đội vốt thay từ hoán huyết đoạn tạo thành tổng cộng là 4 đội cùng đi vào thực lực cường đại như vậy chắc sẽ không xảy ra chuyện gì bảy hoán huyết đoạn bọn chu phàm không tham gia thương thảo đều hơi nhíu mày đây là kết quả các ngươi thương thảo ra sắc mặt ô cao hiên lạnh lùng ta sẽ không vào các ngươi ai muốn đi thì đi không muốn vào chúng ta cũng không thể miễn cưỡng thương nhân làm đại biểu gật đầu có điều võ giả hoán huyết đoạn nguyện ý đi vào mỗi người sẽ có một viên thất khiếu đan lời này là thật sao trong mắt một võ giả hoán huyết đoạn lộ ra vẻ cực kỳ chăm lam ngay cả ô cao hiên trực tiếp mở miệng nói không muốn đi cũng đông lòng thất khiếu đan là một loại đan dược rất quý giá của khí khiếu đoạn có thể nhất đan thông thất khiếu là võ giả hoán huyết đoạn bọn họ tùy thời đều có khả năng bước vào khí khiếu đạn một khi bước vào khí khiếu đạn có thể dùng loại đan dược này giá của thất khiếu đan rất đắt đỏ võ giả hoán huyết đạn bình thường tăng ra bại sản cũng không mua nổi hiện tại có cơ hội có được rất ít có võ giả hoán huyết đoạn nào lại không động tâm thương nhân và quản sự thế gia còn lại không được phái ra làm đại biểu thì vẫn bình tĩnh bởi vì bọn họ đã thông qua tiêu tức phù biết chuyện dùng thất khiếu đan làm thủ lao chương 835 quyết nghị của 4 bờ 2 nếu có thể khiến võ giả hoán huyết đoạn đi vào kiểm tra việc này, bọn họ liên thủ gom tiền lấy ra thất khiếu đan. Cho dù rất đau lòng, nhưng bọn họ không phải là không thể chấp nhận được, về sau rồi sẽ lại có thể kiếm về. Một chút là có thể mau chóng giải quyết việc này. Phong truyền một ngày, tổn thất lại càng lớn. Đợi đến sau khi xác nhận hồi đáp, bảy võ giả hoán huyết đoạn bảy tiên đều bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, tính toán lợi hại, thất khiếu đan quý giá. Nhưng phiêu lưu của việc này cũng không nhỏ, không cẩn thận thì đừng nói có được thất khiếu đan ngay cả mạng cũng không còn. Chu Phạm hơi nhớ mày, hắn cũng lộ ra vẻ hiểu ra gì đó. Chúng ta chỉ cần một đội vớt thay từ năm võ giả hoán huyết đoạn tạo thành, tám người các ngươi ai nguyện ý đi? Thương nhân tuổi lớn nhất mở miệng nói. Nếu trong tám người các ngươi không tìm ra được năm người, vậy chúng ta sẽ mượn người từ ba đường đây khác. Nếu bên bọn họ cũng không mong đủ, chúng ta cũng có thể bỏ ra giá cao tới lạc thủy thành tình võ giả thích hợp. Bên quản sự thế gia và thương nhân đã nói rất thấu triệt, các ngươi không muốn đi cũng không sao cả bọn họ kiểu gì cũng có thể tìm được võ giả hoán huyết đoạn nguyện ý đi, chỉ là thất khiếu đang sẽ không liên quan tới họ. Tám võ giả hoán huyết đoạn của đường đê bờ đông đều nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Chỉ cần đưa ra lợi ích đủ lớn, không ai có thể chịu được dụ hoặc như vậy. Và lại võ giả đã chết trong hồ sen, cho tới hiện tại vẫn chưa xuất hiện võ giả hoán huyết đoạn, vậy chứng tỏ quái quyệt hại người ở bên trong lẽ không phải là đối thủ của võ giả hoán huyết đoạn. Bảy người ô cao hiên rất nhanh liền tỏ vẻ nếu là đưa ra thất khiếu đan, bọn họ đều nguyện ý đi ta cũng nguyện ý đi chu phàm mở miệng nói đầu tiên là chu phàm cũng muốn thất khiếu đan dẫu sau đó chính là đan dược rất hữu dụng với cảnh giới tiếp theo tiếp theo là hắn cũng muốn biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì về phần nguy hiểm thì có lẽ sẽ có nhưng hắn tin với át chủ bài hắn nắm giữ cho dù không địch lại trốn thoát vẫn không có vấn đề lớn ngươi một võ giả hoán huyết đoạn mày thô miệng rộng nhìn chu phàm cười nhạo nói ngươi là hoán huyết đoạn a lúc trước chỉ là cho chu phàm tham gia thương thảo hắn có thể không bận tâm nhưng hiện tại chu phàm muốn cướp một xe ngạch hắn không thể nhịn được chu phàm hơi nhớ mày hắn biết võ giả hoán huyết đoạn này tên là vương lưỡng chu huynh đệ đương nhiên là võ giả hoán huyết đoạn ô cao hiên nói thay chu phàm thực lực của hắn còn cao hơn ta vương lưỡng lạnh lùng nhìn ô cao hiên ngươi nói phải thì là phải à hiện tại tám người chúng ta đều muốn đi nhưng chỉ cần 5 người vậy xử lý thế nào cái này thì có gì khó tất nhiên là người thực lực cao thì đi ai muốn đi thì đứng ra nếu không ủng hộ hắn đi vậy có thể khiêu chiến hắn thắng thì người đó có thể đi nếu không ai khiêu chiến vậy hắn sẽ tự động có được một danh ngặt các ngươi chỉ có 8 người vậy hạn chế chỉ một người có thể khiêu chiến sau khi hắn khiêu chiến những người còn lại không thể khiêu chiến người khiêu chiến thất bại cũng không thể tham gia khiêu chiến về sau một quản sự thế gia kiến nghị tám gã võ giả không do dự nhiều đều đồng ý với cách làm này ngoài chu phàm ra bảy người còn lại đều xem như hiểu rõ rất nhanh có bốn người trước sau đứng dậy bốn người này chỉ có một người bị khiêu chiến nhưng hắn vẫn thuận lợi giành được thắng lợi trong bốn người còn bao mồm ô cao hiên ở bên trong nói cách khác chỉ còn lại một danh ngạch mà vẫn có ba võ giả hoán huyết đoạn ba võ giả hoán huyết đoạn còn lại phân biệt là chu phàng vương lưỡng và một người tên là ngô tín chặt còn lại một danh ngạch các ngươi lại có ba người các ngươi định thế nào một quản sự thế gia nói cái này thì có gì khó ngô huynh Tực lực của ta và ngươi sàn sàn như nhau hai người ai thua ai thắng cũng khó nói chắc động thủ khó tránh khỏi sẽ tổn thương hòa khí như vậy đi một người trong chúng ta tỉ thí với chu phàm này nếu thua vậy để chu phàm này đi nếu thắn chúng ta lại bốc thăm quyết định ai đi ngươi cảm thấy thế nào vương lưỡng nghi nghĩ một chút rồi nói với ngô tín trạch được ngô tín trạch gật đầu chấp nhận cách nói này thực lực của hắn và vương lưỡng không trên lệch mấy cô đấu một hồi nói không chừng sẽ biến thành sinh từ chiến như vậy là rất không tốt còn không bằng bốc thăm xem vận khí. Vậy để ta thử vị võ giả hoán huyết đoạn trẻ tuổi nhất đường đê này. Vương Lưỡng Liếc Chu Phàm vẫn không nói gì, trong mắt hắn mang theo vẻ sắc lạnh. Ta nghĩ Ngô huynh sẽ không cướp với ta chứ? Tùy tiện. Mô Tín Trạch chỉ cười cười. Chương 836. Gia truyền. Cho dù Ô Cao Hiên đã từng nói thực lực của Chu Phàm cao hơn hắn, nhưng Vương Lưỡng lại cười nhạt với điều này. Hắn căn bản không tin, thậm chí trong lòng còn hoài nghi thực lực của Chu Phàm đã đạt tới hoán huyết đoạn hay chưa ngươi là tự rút lui hay là muốn đọ sức với ta vương lưỡng đứng dậy nói với chu phẩm trong lòng ô cao hiên cười lạnh không thôi đúng là không biết sống chết vậy đọ sức một chút sắc mặt chu phàm bình tĩnh nói mọi người rất nhanh liền tản ra để lại một không gian rộng lớn cho hai người chu phàm và vương lưỡng bởi vì chuyện liên quan tới thất khiếu đan trong lòng vương lưỡng khinh thị chu phàm nhưng cũng không dám quá lơ là hắn mang tới trường thương mình thường dùng trường thương trong tay chiến ý trong lòng hắn lập tức trở nên tràn đầy chân khí trong cơ thể mãnh liệt xót vào trong trường thương, sau đó dùng lên chính là chín đá thương hoa, đâm nhanh về phía Chu Phàm. Chín đá hoa màu đen nở rộ không trung mà sắc bén, chân khí tỏa ra trong không trung, triệt để phong tỏa bốn phương tám hướng chung quanh Chu Phạm Đây là độc môn tuyệt kỹ của Vương Lưỡng. Trong lòng hắn đang nghĩ suy nghĩ sẽ tránh như thế nào. Chu Phàm không tránh, đao của hắn khi thương hoa đâm tới mới ra khỏi vỏ, đao quang lạnh thấu xương vặt ngang ra. Đao thương va chạm phát ra một tiếng ken, chân khí dồi dào trên đao gì lập tức nhìn ép tiêu diệt chân khí của trường thương trường thương trong tay vương lưỡng bị khí lực to lớn kèm theo chấn cho không cầm được trường thương bay lên sau đó cắm chéo xuống mặt đất phía sau hắn mà vương lưỡng lại đứng yên không nhúc nhích bởi vì hắn không dám động lưỡi đao của đao gì đã kể vào ít hầu hắn đao gì không sắc bén nhưng ít hầu của con người lại yếu ớt hơn ở trong tay một võ giả hoán huyết đoạn đừng nói là một thanh đao gì cho dù là một cọng rơm được rót vào chân khí cũng có thể thoải mái đâm thùng của hắn Toàn trường nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Cho dù Vương Lưỡng ở trong võ giả hoán huyết đoạn không tính là lợi hại, nhưng chỉ một chiêu đã thua. Chiến đấu này kết thúc nhanh tới đúng là nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hai mắt Lưu Khán Thư sáng lên. Chu Phàm đúng là lợi hại giống như hắn nghĩ. Người duy nhất không quá bất ngờ là ô Cao Hiên, hắn đã sớm biết thực lực của Chu Phàm đáng sợ tới mức nào. Chu Phàm thu lại lưỡi đao, thản nhiên nói: "Đa tạ." Sắc mặt Vương Lưỡng đỏ lên, nhưng hắn biết mình thua rồi, thua triệt để ngay cả trường thương cũng bị người ta một đao chém bay, khiến hắn không có gì để nói. Cho dù trong lòng võ giả hoán huyết đoạn ở đây đều rất hiểu, xuất hiện loại tình huống này là vì lượng chân khí kèm theo trên trường thương của vương lưỡng bị áp chế trong nháy mắt, bằng không khí lực to lớn cũng không thể thừa cơ đánh bay trường thương. Có điều như vậy cũng có thể chứng minh. Chu Phàm không chỉ là võ giả hoán huyết đoạn, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, bọn họ đều lờ mờ nghĩ. Những lời lúc trước Âu Cao Hiên nói chưa chắc đã là tân bốc Chu Phàm, mà là sự thật ít nhất bọn họ không thể một đao chiến thắng vương lưỡng vì vậy ánh mắt nhìn về phía chu phàm của bọn họ đều biến thành vừa kính trọng lại vừa e ngại ngươi cảm thấy thế nào chu phàm lại nhìn về phía võ giả hoán huyết đoạn ngô tín trạch lúc trước vương huynh từng nói hắn thắng coi như ta thắng hiện tại hắn thua vậy chính là ta thua ngô tín trạch cười hương một tiếng nói lúc này chu phàm mới cất đao vào vỏ hắn dễ dàng giành được danh ngạch cuối cùng khi mọi người đi tới trên mặt đã khôi phục bình tĩnh có điều những quảng sự thế gia thương nhân đó đều có chút hâm mộ nhìn về phía lưu khán thư bởi vì bọn họ đều biết lưu khán thư mấy ngày gần đây đi lại rất gần với chu phàm nhã quang của lưu khán thư này thực sự rất độc ác hiển nhiên là đã sớm biết sự lợi hại của chu phàm cố ý nịnh bợ chu phàm hiện tại bọn họ còn muốn làm thân vậy không khỏi rơi xuống một bậc có thể giao hảo với một võ giả hoán huyết đoạn lợi hại như vậy là chỉ có lợi chứ không có hại trong lòng lưu khán thư cũng đắc ý rào rạt có điều tiền đề là phải giải quyết được vấn đề trong hồ sen. Tất cả mọi người thu liễm tâm tư, bắt đầu thảo luận chi tiết ra thiền ngày mai. Sau khi thương nghị xong, lúc này mọi người mới tản đi. Rất nhanh người của bốn đường đây đề đều nhận được một tin tức khiến bọn họ phấn chấn không thôi. Ngày mai võ giả hoán huyết đoạn sẽ tạo thành bốn đội vớt thay ra thiền tới hồ sen thanh trừ nguy hiểm ảnh hưởng đó tới ra thiền đó. Hôm sau, trên bốn đường đê của hồ sen đã đứng đầy người, hoan hô cho những võ giả hoán huyết đoạn ra truyền. 20 võ giả hoán huyết đoạn hợp lực, Chiến lực cường đại như vậy khiến bọn họ trần nập lòng tin. Chư 837 Tìm kiếm Năm võ giả hoán huyết đoạn bọn Chu Phàm rất nhanh đã lên một chiếc thuyền được các thương nhân quản sự thế gia chuẩn bị, cáo biệt ngươi trên bờ, treo vào trong hồ sen. Vừa tiến vào hồ sen, tiếng ồn ào ở ngoại giới lập tức bị ngăn cách, sắc mặt năm người Chu Phàm trở nên cảnh giác nhìn chung quanh. Lão huynh ở trên thuyền cũ quay đầu nhìn chung quanh. Mặt hồ sen biếc yên lặng như cõi chết, phản chiếu lá sen phản chiếu, Bọn họ không có bất kỳ phát hiện gì. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, võ giả Hoán Huyết đoạn phụ trách chèo thuyền không lái thuyền tới ất khu, hắn dọc theo bên trái giáp khu mà đi. Bốn võ giả không chèo thuyền thì lạnh lùng nhìn chằm, chằm chằm chung quanh, bởi vì thực lực của bọn họ rất mạnh, cho nên thuyền cũng trèo rất nhanh, chỉ mất thời gian một nén hương, tiền mới đổ lại trên mặt nước của giáp khu. Xem ra là chúng ta tới sớm nhất rồi. Âu Cao Hiên khẽ cười nói, "Không bao lâu sau, ba chiếc thuyền trước sau chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ ba chiếc thuyền này tất nhiên là võ giả hoán huyết đoạn của ba bờ tây nam bắc bốn chiếc thuyền không quá tiếp cận mà là bảo trì khoảng cách nhất định bởi vì nếu nhân số tụ tập quá nhiều ở cự ly gần trong hồ sen rất có thể sẽ phát sinh chuyện quỷ dị không lường được cho dù trên bốn chiếc thuyền đều võ giả hoán huyết đoạn nhưng cũng phải bảo trì cự ly võ giả hoán huyết đoạn trên bốn chiếc thuyền đều đứng trên thuyền của mình chắp tay với đối phương sau đó bọn họ vẫn duy trì cự ly thích hợp cho tới phương hướng của ất khu mỗi một chiếc thuyền đều vẫn duy trì cự ly bởi vì có cố sen cách trở có đôi khi hai chiếc thuyền ở cạnh nhau cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đối phương nhưng bọn họ đã sớm có dự đoán về tình huống như vậy ngày hôm qua khi bọn họ trao đổi với nhau đã ở trên bản đồ vạch ra địa điểm hội hợp rõ ràng cho dù có một chiếc trong đó tạm thời không nhìn thấy nhưng phương hướng đi tới của bọn họ không sai lệch hơn nữa bất kể là chiếc thuyền nào một khi phát hiện tình huống dị thường đều sẽ lập tức phóng ra đạn tín hiệu thông chi cho ba chiếc thuyền còn lại khiến cho ba chiếc tiền còn lại có thể tới trợ giúp đúng lúc. Sáng sớm, trên lá sen có hạt xương long lanh từ trên bề mặt lá cây trượt xuống, nhỏ lên trên mặt nước trong như hương, làm bắn lên gợn sóng nho nhỏ. Tiền đang ở trên nước trào sâu vào bên trong. Mặt trời từ phía bắc mới ngú chiếu lên lá sen, khiến cho lá sen phủ lên một tầng quang mang xanh biếc. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn lá sen, hắn không phải đang thất thần thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mới mọc trên hồ sen này, mà là phương hướng hắn phụ trách cảnh giới là ở phía trên. Có đôi khi, nguy hiểm có lẽ sẽ đến từ trên lá sen mỏng như tờ giấy, hoa sen hồng nhạt. Đài sen xanh sẫm. Tiên của đường đê bờ đông xếp vị trí thứ hai trong bốn chiếc thiền, vừa phải lo quan sát chiếc thứ nhất, cũng phải nhìn chiếc thứ ba phía sau. Võ giả hoán huyết đoạn trên thuyền đều có nhiệm vụ của mình. Nếu bọn họ hơi có chút sơ suất, nói không chừng sẽ là kết cục toàn quân bị diệt. Thương nhân, quản sự thế gian nguyện ý trả giá thất khiếu đan mời bọn họ tiến hồ sen đến. Thất khiếu đan này rất có thể không dễ lấy như bọn họ nghĩ rất nhanh đã tới ất khu bọn họ đã quyết nghị trước sẽ dừng lại ở điểm dừng chân ất khu đợi bốn truyền thấy truyền của đối phương sau khi xác nhận không có vấn đề mới lại xuất phát tới điểm dừng chân thứ hai vòng quanh ất khu một lúc bọn họ rất nhanh liền rời khỏi ất khu tiến vào bính khu đinh khu thời gian giữa trưa bốn chiếc thuyền dừng lại nghỉ ngơi ở một mặt nước của mậu khu yên lặng ăn lương khô quái quyệt trốn trong chỗ tối ló liệu có vì sợ chúng ta mà không dám ra không một võ giả ở trên thuyền của chu phàng bỗng nhiên mở miệng nói nửa ngay trôi qua không phải không gặp quái quyệt nhưng quái quyệt gặp phải đều rất tầm thường đây khẳng định không phải mà quái quyệt mà bọn họ muốn tìm có đôi khi một số quái quyệt lợi hại sẽ cảm giác được sự uy hiếp của võ giả đối với chúng từ đó trốn đi không dám công kích võ giả hoán huyết đoạn cho nên người này mới nói như vậy nếu nó không ra hôm nay chúng ta chính là lãng phí thời gian vô ích ô cao hiên hơi nhíu mày nói trên thuyền là một trận trầm mặc Bọn họ đã ứng định với các thương nhân quản sự thế gia là ít nhất phải xác nhận được căn nguyên của vấn đề, mới có thể có được Thất Khiếu Đan. Thương nhân và quản sự thế gia đều rất khôn khéo, sẽ không dễ dàng lấy ra Thất Khiếu Đan quý giá. Đương nhiên không thu thập được quái quỷ gây sự thì cũng không sao, chỉ cần xác nhận được nó đã rời khỏi hồ sen, các thương nhân và quản sự thế gia đều sẽ thanh toán. Chương 838, tìm kiếm hai. Nhưng bọn họ có thể sẽ phải loanh quanh ở hồ sen mấy ngày, hơn nữa nói không chừng chờ bọn họ nói không sao đội vớt thay bình thường khác vừa tiến vào lại gặp chuyện không may khi ấy bọn họ cũng chỉ ủ phí thời gian thất lên đường lớn như vậy chúng ta cũng không biết nó hoặc chúng là bộ dạng gì hoạt động ở thủy vực nào chỉ có thể chờ nó tự động tìm tới cửa có người thở dài nói thảo luận tương tự như vậy đều phát sinh trên bốn chiếc thuyền nghỉ ngơi một lúc bốn chiếc thuyền lại ra hiệu cho nhau sau đó lại trò chuyển đi thời gian giữa trưa mặt trời đang vắt có ánh sáng từ khe hở của lá sen dày đặc thấu vào mặt nước lấp lánh bốn chiếc thuyền trèo trên mặt nước bọn họ xuất phát từ mộ khu trước sau xuyên qua kỳ khu canh khu rồi lại đến tân khu cuối cùng cho dù là những con thuyền đã chết đó chưa tới tân khu nhưng không có nghĩa là tân khu không nguy hiểm nhưng thuyền có thể tiến vào tân khu vốn đã ít ai biết được quái quyệt trốn trong chỗ tối liệu có ở ngay tân khu chờ bọn họ hay không sau khi tiến vào tân khu người trên bốn chiếc thuyền đều biến thành rụt sẻ. chỉ là đang dọc theo lộ tuyến đã được thiết kế trước sau khi chàng một vòng ở điểm dừng chân cố định giết chết vài quái quyệt, lại vẫn không có phát hiện gì. Không ít người không khỏi trở nên thất vọng, nếu là trước kia, đội hình cường đại như vậy, nhất định sẽ lựa chọn ngắt lấy một số tài liệu hiếm lạ ở tân khu, ví dụ như từ thủy thủ quả. Nhưng bọn họ mang theo nhiệm vụ mà đến, vì cảnh giác nguy hiểm tùy thời, đối với tài liệu quý hiếm của tân khu, cũng không dám có ý đồ gì. Trước khi ở ven đường gặp phải một số tài liệu không tốn thời gian để lấy, mới sẽ ra tay thu thập. Sau khi không phát hiện gì ở tân khu, bọn họ không lựa chọn tiến vào hai khu nhâm quý cuối cùng. Quý khu tất nhiên là không cần nói. Về phần nhâm khu, bởi vì đoạn thời gian trước một mực không có truyền đi vào, bọn họ tiến vào cũng không có ý nghĩa. Dẫu sao cho dù quái quyệt trốn ở nhâm khu, nếu nó không chịu ra, bốn chiếc thuyền đi vào cũng rất khó tìm có được nó. Đi vào lại phải mạo hiểm không nhỏ. Một chút là nó tới tìm bọn họ. Sau khi ở tân khu không có phát hiện, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, bọn họ lựa chọn về truyền không ai biết những võ giả đã chết là bị giết lúc nào có điều không ít người đều suy đoán là trên đường về thiên thì xảy ra chuyện cho nên đám người chu phàm lúc về truyền chẳng những không thả lòng ngược lại càng đề cao lòng cảnh giác hơn khi trở lại đinh khu vù một tiếng có một phát đạn tín hiệu nổ tung trên trời vang vọng chung quanh tiếng vang này không truyền ra được bên ngoài nhưng chỉ cần đang ở đinh khu thì đều có thể nghe thấy ánh mắt chu phàm đang đứng ở trên thuyền niêm lại là ở phía sau như cự ly tín hiệu dâng lên thì chắc là con thuyền của đường đê bờ bắc đi sau cùng phát ra. Nhanh lên. Đám người ô cao hiên ở trên thuyền thúc dục. Võ giả trao truyền đầy nhanh tốc bộ trao truyền, tiền nhỏ giống như một mũi tên rời cung trào về phía sau. Bốn chiếc thuyền vẫn duy trì cự ly, nhưng cự ly này có thể nói là lập tức có thể đạt tới. Chỉ trong phút chốc, bọn họ nhìn thấy chiếc thuyền thứ ba cũng đang trào giống như bọn họ. Bọn họ lại nhìn về phía trước, tiền của đường đê bờ bắc vẫn yên lành đứng trên mặt nước năm võ giả hoán huyết đoạn của đường đê bờ bắc thì nguyên vẹn không tổn hao gì đứng ở trên thiền vẻ mặt bọn họ ngưng trọng nhìn về phương hướng mộ khu tiền của bọn chu phàm ngừng lại chiếc thiền thứ ba và thứ tư vẫn duy trì cự ly chiếc thiền ít cũng làm vậy bốn chiếc thiền xếp thành hình chữ nhất đỏ trên mặt nước bọn họ đều thuận cho phương hướng năm người của đường đê bờ bắc đang nhìn mà nhìn theo lá sen to giống như triển con bồng bềnh trên mặt nước bên trên nó có một người đang đứng hoặc chưa chắc đã là người chỉ là bộ dạng giống như người hắn mặc áo dài xanh biếc hai tay cầm sáo ngọc đang nhắm mắt thổi, làn điệu tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo. Hai mươi người chu phàm chỉ lạnh lùng nhìn hắn, có thể vào lúc này xuất hiện ở đây, khả năng rất lớn không phải là người, cho dù là người cũng không phải là người thường, hoặc là thứ mà bọn họ hôm nay một mực đang lợi, chỉ là không ai tùy tiện xuất thủ, mà kiên nhẫn đợi thời cơ thích hợp nhất. Nam tử trên lá sen dừng thổi, hắn mở hai mắt đang nhắm, mắt của hắn cũng là màu xanh lục, xanh như lá sen giống lại không giống với màu xanh của nước sông, giống như khảm vào quả cầu lưu ly li màu xanh lục, tạo cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Trong nhân loại trừ khi là tu luyện công pháp đặc thù, hoặc là quyệt nhân mới có mắt như vậy. Chương 839. Quyệt Liên Quân. Lúc trước ta đưa nhiều chiếc thuyền như vậy trở về, đã cho các ngươi cảnh cáo rõ ràng, đừng tiến vào thất Liên Đường nữa, vì sao các ngươi lại không học hồn? Nam tử, thanh âm của hắn giống như thở ra một hơi trong không khí, nhưng lại mang theo vẻ thở dài rất sâu. Sắc mặt mọi người khẽ biến, chuyện quả nhiên là nam tử này làm. Bọn họ cuối cùng cũng tìm được chính chủ rồi. Trong hồ sen gió nhẹ thổi tới, sóng nước dập dình, lại không thổi tan đi được bầu không khí khẩn trương. Ngươi là ai? Vì sao lại giết chết nhiều người của chúng ta như vậy? Một võ giả ở đường đề bờ Tây tiếng quát như sớm nói. Ngươi là ai không phải mắng chửi người, mà là thực sự khó có thể phân biệt ra nam tử đột nhiên xuất hiện ở hồ sen này rốt cuộc là người hay là quái quyệt nam tử đứng trên lá sen đối mặt với 20 võ giả hoán huyết đoạn, vẫn duy trì lạnh lùng tuyệt đối. Điều này khiến Chu Phàm lờ mờ trở nên cảnh giác, nếu nam tử này cảm giác được cảnh giới của bọn họ, lại không có một chút sợ hãi nào. Vậy chứng tỏ rất có thể là hắn có lòng tin có thể đối phó cả 20 võ giả hoán huyết đoạn. Nơi này là địa bàn của chủ nhân nhà ta, các ngươi không có sự cho phép của chúng ta lại dám bước vào nơi này, chết thì chết. Nam tử đó nói, vốn cho rằng các ngươi không dám vào nữa, ai ngờ hôm nay các ngươi lại vào cũng được vậy ta lại phí chút thời gian và đầu của các ngươi xuống rồi lại đưa các ngươi trở về hắn còn có một chủ nhân bọn chu phàm cảnh giác nhìn chung quanh phòng ngừa có thứ khác đánh lén võ giả hoán huyết đoạn có thể đến hồ sen cũng không biết đã trải qua bao nhiêu phiêu lưu bọn họ thủy chung nhớ kỹ đánh nhau với quái quyệt là một chuyện rất nguy hiểm ngươi là nhân bị lại có võ giả lên tiếng hỏi ngươi nói nơi này là địa bàn của chủ nhân nhà ngươi là có căn cứ gì bốn đường đê chúng ta kiếm ăn ở đây lâu như vậy lại chưa từng nghe qua thất liên đường còn tồn tại cách nói có chủ nhân này bọn họ chậm chạp không xuất thủ là vì trong lòng vẫn bảo trì cẩn thận trước khi chưa biết thân phận của kẻ địch là gì địch không động bọn họ cũng không cần thiết phải mạo hiểm bọn họ không muốn tùy tiện phá loại trạng thái rằng con này ta không phải nhân nghị nam tử cười khẽ lắc đầu hắn quơ quơ sáo ngọc trong tay phải của mình ta đã rất lâu rồi không nói chuyện với con người thực lực của hai mươi người các ngươi cũng xem như không tồi cho nên ta nguyện ý nói với các ngươi. Thất lên đường trước giờ là thuộc về chủ nhân ta, chỉ là khi chủ nhân ngủ say, chúng ta sẽ không tùy tiện từ trong đi ra, các ngươi cũng không dám tiến vào bên trong. Cũng không đúng, nhân loại tiến vào bên trong đều chết trên tay chúng ta rồi. Bên trong, chúng ta, đầu óc của chu Phàng vận chuyển cấp tốc, chúng ta nói cách khác bọn họ không chỉ có một, bên trong lại là chỉ địa phương nào. Rất nhanh chu Phàm đã nghĩ đến ở hồ xe nơi nhân loại không dám tiến vào chỉ có quý khu, quái quyệt này đến từ quý khu, ngươi tới từ quý khu có thể nghĩ tới điểm này không chỉ có chu phàm có không ít võ giả đều nghĩ tới có người đột nhiên thốt lên mắt bọn họ chậm rãi co rút lại quy khu đối với bốn đường đêm mà nói tuyệt đối là tồn tại giống như cấm điện có võ giả hoán huyết đoạn to gan dám mạo hiểm tiến vào nhâm khu nhưng tuyệt không dám vào quý khu nơi đó đi vào là vĩnh viễn không ra được có điều chưa từng nghe nói có quái quyệt lợi hại nào từ bên trong đi ra nếu quái quyệt này thật sự đến từ quý khu bọn họ bỗng dưng cảm thấy có chút rét lạnh xem như là vậy đi nam tử trên lá sen hơi gật đầu thừa nhận có điều đây chỉ là xưng hô của nhân loại các ngươi đối với nơi đó chúng ta luôn gọi nó là trầm thị địa nơi ngủ say vì chủ nhân ngủ say ở đó cho nên gọi nó như vậy trầm thị địa bọn chú phàm nhớ kỹ lời nói của nam tử đây có lẽ là tin tức hữu dụng nhân loại các ngươi luôn thích phân chia nơi nào đó hoặc là quái quỷ thành bao nhiêu khu lại phân chia cấp bậc gì đó đúng là rất không thú vị mặt nam tử đứng trên lá xe lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng nó chỉ là cách nghĩ một bên của nhân loại các ngươi thân chia địa vực thì trước tiên không nói các ngươi hiểu biết được bao nhiêu về quái quyệt chúng ta ngay cả chúng ta cũng không hiểu được bản thân mình vậy nhân loại chúng ta phân chia ngươi là quái quyệt cấp bậc gì là cao hay là thấp chu phàm cười hỏi hắn đang thăm dò tin tức của quái quyệt này nam tử trên lá sen nhìn chu phàm mỉm cười các ngươi vòng đi vòng lại kỳ thật chính là muốn xác nhận thân phận của ta nhưng ta lại không muốn nói rõ cho các ngươi Chương 840. Người. Quyệt Liên Quân 2. Đúng rồi, trăm năm trước, ta từ một võ giả nhân loại bị ta giết chết có được một số nghiên cứu của nhân loại các ngươi đối với đồng loại tương tự như ta. Nhân loại các ngươi chia ta là cấp hắc sát. Cấp hắc sát. 20 người. Bao hùng cả Chu Phàm đều biến sắc, bọn họ nghĩ tới quái quyệt này sẽ là cấp huyết lệnh thậm chí là cấp bạch sát, nhưng tuyệt không nghĩ tới sẽ là cấp hắc sát, quái quyệt cấp hắc sát. Cho dù bọn họ có 20 võ giả hoán huyết đoạn, nhưng sau khi đánh một trận cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu người sống sót bởi vì phân cấp đối với quái quyệt có đôi khi có thể xảy ra sai sót nhưng cho dù là kém tới không hợp lẽ thường cấp hắc sát chính là cấp hắc sát tuyệt đối không phải là quái quyệt cấp bạch sát có thể so sánh bọn họ đều là võ giả hoán huyết đoạn kinh nghiệm phong phú cô ánh xung động không phân tán bỏ chạy mà là thân thể cứng ngắc đứng ở trên thiền nhìn nam từ trên lá sen trong lòng chú phàm cũng cảm thấy không ổn với thực lực hiện tại của hắn cấp bạch sát bình thường thì hắn không sợ nhưng cấp hắc sát. Hắn chưa chắc đã có thể ứng phó được. Các ngươi đang sợ rồi là. Con mắt xanh biếc của nam tử nhất nhất quét qua trên người 20 người bọn trung phẳng. Hắn cười nói, kỳ thật các ngươi đừng sợ, ta không mạnh như các ngươi nghĩ đâu. Trước tiên không nhắc tới xưng hô của nhân loại các ngươi đối với ta, có điều các ngươi có thể đoán một chút, nhân loại các ngươi gọi ta là cấp hắc sát yếu nhất, cũng là cấp hắc sát mạnh nhất. Cấp hắc sát yếu nhất. Cấp hắc sát mạnh nhất. Hình dung mâu thuẫn như vậy sao lại xuất hiện ở trên người cùng một quái quyệt? Bọn chu phàm hơi ngẩn ra, bọn họ đã xem qua không ít điển tịch. Nếu là quái quyệt được khi chết trên điển tịch, bọn họ phần lớn đều sẽ nhớ rõ. Trừ khi là quái quyệt mới, nhưng hắn tự xưng là đã tồn tại từ trăm năm trước. Vậy hắn là hai mươi võ giả hoán huyết đoạn có kinh lịch khác nhau, tri thức học được cũng sẽ khác nhau. Nhưng cũng bởi vì vậy, tri thức của người người cũng đủ rộng. Có lẽ sẽ có người từng nghe qua tin tức về cấp hắc sát yếu nhất cũng là cấp hắc sát mạnh nhất này. Chu Phàm không nhớ rõ có cấp hắc sát được miêu tả như vậy. Nhưng trong 19 người còn lại có 5 người nhớ lại một chút, sau đó đồng thời kinh hô thành tiếng, ngươi là quyệt liên quân. Lại có 3 người bị lời nói của 5 người khơi dậy ký ức, một người trong đó chính là Ô Cao Hiên. Chu Phàm có thể thấy rõ mí mắt thường rủ xuống của Ô Cao Hiên đã hoàn toàn nâng lên. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh sợ, đúng vậy, là quyệt liên quân. Chỉ có quyệt liên quân mới được miêu tả như vậy. Không sai. Nan tử trên lá sen cười cười vỗ tay nhưng loại các ngươi quả thật gọi đồng loại của ta như vậy nhưng quyệt liên quân chỉ là tên của chủng tộc chúng ta giống như gọi chúng các ngươi là nhân loại vậy kỳ thật chủ nhân ta đã đặt cho ta một cái tên có điều cái tên này không nói cũng được ở loại tình cảnh không có quyệt liên quân thứ hai xuất hiện các ngươi gọi ta là quyệt liên quân ta cũng chấp nhận quyệt liên quân chúng ta lập tức rời khỏi nơi này đồng thời sau này sẽ không để thuyền của chúng ta tiến vào hồ sen nữa trên thuyền của đường đê bờ nam có người vấp giọng nói đã muộn rồi ta không tin nhân loại các ngươi sẽ tuân thủ quy củ cũng không cần các ngươi giữ quy củ của chúng ta tiến vào thì cứ giết là được lời nói của quyệt liên quân nhẹ nhàng băng quơ các ngươi muốn ra thì chỉ có một loại khả năng đó chính là vặt đầu các ngươi xuống ta sẽ để truyền đưa về giúp các ngươi ta muốn giết các ngươi và đầu các ngươi xuống lại đặt lên trên truyền đưa ra thanh âm của quyệt liên quân vô cùng bình thản nhưng lại mang theo sát ý sắc bén truyền vào trong tay tất cả mọi người sắc mặt của 20 võ giả hoán huyết đoạn đều lập tức biến thành khó coi vì sao lại gọi hắn là cấp hắc sát yếu nhất cũng là cấp hắc sát mạnh nhất hắn có chỗ nào đặc tù chu phàm nhìn ô cao hiên gấp giọng hỏi hắn trước giờ chưa từng nghe qua tên của quyệt liên quân không biết gì về quyệt liên quân cả đừng để ý đến hắn chúng ta cùng nhau đi ô cao hiên không trả lời chu phàm võ giả mà truyền của đường đê bờ bắc đột nhiên quát to ba chiếc thuyền còn lại cũng lên tiếng đồng ý bốn chiếc thuyền lập tức hình thành nhận thức rút lui chung những võ giả biết rõ về quyệt liên quân hiểu rằng chỉ có như vậy bọn họ mới có khả năng đổi lấy một chút sinh cơ nói hắn yếu là vì hắn đúng là rất yếu trong cấp hắc sát nói hắn mạnh nhất là vì võ giả cường đại có đôi khi thà gặp phải cấp huyết sát cũng không muốn gặp phải hắn thanh âm của Âu cao hiên dồn dập giải thích chương 841 trăm từ liên bệnh bốn chiếc thuyền đã bắt đầu quay đầu truyền chậm rãi trầu về phía sau quyện liên quân trên lá sen vẫn đứng yên bất động không chỉ là chu huynh đệ người khác cũng nghe cho rõ đợi lát nữa bất kể là phát sinh chuyện gì nếu có cơ hội giết quyệt liên quân ngàn vạn đừng động thủ giết hắn bằng không chúng ta đều phải chết ô cao hiên trầm giọng nói với bốn người trên truyền vì sao giết hắn thì chúng ta lại phải chết có võ giả khó hiểu hỏi là tử liên bệnh trước khi hắn chết có thể nguyên rủi loại bệnh này cho tất cả sinh linh ở phụ cận ô cao hiên nhìn quyệt liên quân đứng bất động trên mặt nước trên mặt hắn mang theo vẻ sợ hãi đây là một loại bệnh nan y đã nhiễm thì cơ bản là không có thuốc để trị không ai dám giết quyệt liên quân hắn chết kẻ địch của hắn cũng phải chết đây mới là chỗ cường đại của hắn nếu hắn chết chúng ta sẽ phải chôn cùng hắn ô cao hiên nhìn chu phàm nếu trong 20 võ giả hoán huyết đoạn trên bốn chiếc thiền có ai thật sự có cơ hội giết chết quyệt liên quân vậy chỉ có thể là chu phàm hắn nói nhiều như vậy chính là lo lắng xuất hiện tình huống chu phàm muốn giết quyệt liên quân đối mặt với quyệt liên quân không thể giết bọn họ chỉ có thể lựa chọn lui lại. Chu Phàm nhíu mày, một khi giết sẽ mắc bệnh nan chi tử liên bệnh. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, khi truyền trò ra được mấy trượng, Quyệt Liên Quân cuối cùng cũng động, hắn cầm lấy sáo ngọc thổi lên. Chỉ là lần này tiếng sáo không còn uyển chuyển thê lương, mà là biến thành bé nhọn tràn ngập tính công kích. Bọn Chu Phàm nhìn cấm tà phù trên người mình, phu lục không có gì dị thường. Có điều tất cả trên đều lập tức ngừng lại, bởi vì trên mặt nước xuất hiện 20 vòng xoáy. Vòng xoáy quay thành một vòng tròn lớn, vây bốn chiếc truyền lại vòng xoáy có lực hút to lớn giật đứt cuống sen chung quanh lá sen hoa sen đều bị khuấy vào trong vòng xoáy rồi chìm vào đáy nước trung tâm của mỗi một vòng xoáy đều dâng lên một cột nước cột nước không ngừng biến ảo hoa thành hình người chiều cao khác nhau nhưng khi màn nước phân tán bộ dạng của người cũng trở nên rõ ràng trên bốn chiếc truyền có võ giả không nhịn được kinh hô bởi vì hai mươi người vừa xuất hiện này giống hệt với bộ dạng của và bọn họ đó ngũ quan quần áo ngay cả vũ khí phù đại cũng không khác gì là giống như bọn họ đang soi gương vậy. Chỉ độc có khác biệt là, mắt của 20 người được phục chế ra này mang theo một tia quang mang xanh nhạt. Đây là ảo tượng A. Có võ giả lạnh lùng hỏi. Mọi người cẩn thận, đây không phải ảo tượng, đây là thiên phú phục chế của quyết liên quân. Những người được phục chế này có thực lực giống như chúng ta, ngay cả phù lục vũ khí cũng có thể phục chế. Đường đê bờ Tây có một võ giả cao giọng quát. Chúc Phàm nhìn về phía người phục chế của mình, trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng tất cả mọi thứ đều có thể phục chế a. À. Trình độ quỷ dị của Hắc Sát Quái Quyệt vượt xa tưởng tượng của hắn. Có điều rất nhanh Chu Phàm lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì trên mặt người phục chế của hắn lộ ra vẻ thống khổ, khuôn mặt đó trở nên vặn vẹo. Hắn nhìn về phía người phục chế của võ giả khác, không xuất hiện loại tình huống này. Người phục chế của hắn bỗng nhiên triệt để nổ tung, bắn ra vô số bọt nước rơi vào mặt sông, phát ra tiếng tí tách. Một màn này không chỉ Chu Phàm nhìn thấy, võ giả hoán huyết đoạn khác cũng nhìn thấy, tất cả mọi người đều sửng sốt Quyết liên quân sớm đã dừng thổi sáo trong mắt hắn mang theo vẻ giật mình nhìn về phía chu phàm phục chế của hắn không ngờ lại thất bại giết bọn họ quyệt liên quân chỉ tạm dừng một chút lại mở miệng nói 19 người phục chế hoán huyết đại lập tức đánh tới người trên thuyền ai đối phó của người nấy có võ giả phát ra một tiếng gầm hắn đánh tới người phục chế của mình tự mình đối phó người phục chế của mình là vì những người phục chế này sẽ căn cứ vào thực lực của mình mà phục chế ra có yếu có mạnh bọn họ quen thuộc với thủ đoạn thực lực của mình hơn đối phó với những người phục chế không có đầu óc chỉ dựa vào bản năng đề xuất thủ này vậy cũng dễ giết được hơn đại bộ phận người đều có thể nghĩ tới điểm này một bộ phận nhỏ không nghĩ tới cũng sẽ nghe theo ý kiến của đa số các võ giả lập tức đều lao về phía người phục chế của mình rất nhanh xuất hiện cảnh tượng quỳ dị hai người giống hệt nhau đánh nhau 38 võ giả hoán huyết đoạn động thủ không khí đều vì thế mà sôi trào song khí cường đại thổi quét khiến từng hốc sen nước nát bấy nước hồ bay ngược lên giống như xuất hiện từng khe rãnh bị cái bờ cào qua bốn chiếc thuyền ở trong mưa diền gió dữ bị lực trùng kích đẩy đi càng lúc càng xa chương 842 ngươi là hoán huyết đoạn lão huynh vẫn ở trên thuyền nó biết loại chiến đấu này nó không giúp được gì cho nên chỉ ngồi ở trên thuyền đồng thời cũng làm tốt tùy thời chuẩn bị tư thế bỏ chạy nhảy thuyền bơi đi tiểu quyền từ trong lông chó thò đầu ra nàng nhìn chém giết kịch liệt đó sắc mặt trắng bệch đáng sợ quá nàng lại rụt đầu về Chu Phàm sớm đã rơi khỏi thiền, hắn bồng bềnh trên mặt nước, nước không ngừng bị chấn cho rơi xuống, trên trời giống như đổ mưa to. Người phục chế của hắn vô duyên vô cớ sụp đổ, vậy hắn không có đối thủ, hắn hoàn toàn có thể đi giúp võ giả của bốn đường đê giết chết người phục chế, từ đó pha khốn cục trước mắt. Nhưng Chu Phàm lại không làm như vậy, bởi vì hắn không thể làm như vậy. Bởi vì Quyệt Liên Quân đang đứng ở trên mặt nước cách khoảng một trượng nhìn hắn. Thiên phú phục chế của ta không dám nói là có thể phục chế thiên địa vạn vật, nhưng rất ít khi thất bại cho dù là quyệt nhân trong nhân loại, xác suất phục chế thành công cũng cao tới 95. Quyệt liên quân chậm rãi nói. Cho nên ta rất hiếu kỷ, vì sao lại mất đi hiệu lực trên người ngươi? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Chu Phàm cười lạnh, năng lực phục chế của ngươi, ta nghĩ không lợi hại như ngươi nói. Bằng không ngươi không thể chỉ là cấp hắc sát, ngươi dám nói ngươi có thể phục chế ra võ giả nhân loại hoặc là quái quyệt mạnh hơn ngươi rất nhiều. Cái này thì đương nhiên là không thể. Quyệt liên quân thẳng thắn nói. Nhưng ngươi chỉ là một võ giả hoán huyết đoạn. Ta không phải võ giả hoán huyết đoạn bình thường. Trúc Phàm rút đao gì ra? Hắn không chỉ là quyệt nhân, trong cơ thể lại có rất nhiều thứ như kim, viên dương khí, khí quỷ, không âm quỷ lôi, long thần huyết, những thứ này làm sao dễ phục chế như vậy? Ngươi muốn giết ta? Quyệt Liên Quân cười cười, hay là nói ngươi dám giết ta? Ngươi muốn giết ta hay là nói ngươi dám giết ta? Đối mặt với câu hỏi của Quyệt Liên Quân, Trúc Phàm chỉ thản nhiên cười cười, ta đương nhiên không dám giết ngươi nhưng chỉ cần bắt ngươi lại, kết quả cũng vậy. Giết không được cũng không đại biểu cho không có biện pháp khác. Thân thể hắn tuôn ra từ kim quang mang, từ kim giáp trụ đã triệt để bao phủ lấy hắn. Vốn kế hoạch của ta là dùng 20 người phục chế hoán huyết đoạn đối phó các ngươi, ta lại gia nhập trong đó, vậy ngươi chết khẳng định là các ngươi. Nhưng có một người phục chế thất bại, cái này không thể không nói là một bất ngờ. Sắc mặt Quyết Liên Quân hờ hững nói. Bên cạnh hắn có vòng xoáy sinh thành, nước từ trong vòng xoáy dựng lên, ngư tụ thành một bóng người màn nước tản ra thành hạt châu nước bóng người cũng trở nên rõ ràng hơn rõ ràng là một quyện liên quân khác hắn không ngờ ngay cả bản thân cũng phục chế ra được bắt tà á à. trên mặt hai quyện liên quân lộ ra nụ cười bọn họ đồng thanh nói nhưng loại các ngươi coi ta là hắc sắt yếu nhất ngươi cũng không phải người đầu tiên có loại suy nghĩ này nhưng bọn họ đều thất bại ngươi cho rằng mình có thể thành công sao bốn tay của hai quyện liên quân ngưng tụ thành hình trào thì khí ngưng kết hình thành bốn thanh thủy kiếm thân kiếm thon dài thì nhận sắc bánh hơi rung rung. Cứ phải thử thì mới biết được. Trúc Phàm vừa dứt lời, cả người hắn đã xuất hiện ở bên trái quyệt liên quân không phải phục chế, đao trong tay chém ngang ra. Mù. Đao gì nhanh tới chỉ có thể nhìn thấy một tia đao ảnh, chính khí quỷ hiện lên trên thân đao, sau đó là hỏa diễm màu lam, lôi hồ đen xì, chân khí trắng thuần đan xen với nhau. Quệ Liên Quân trong nháy mắt đao của Trúc Phàm bổ ra, sắc mặt hắn biến thành ngưng trọng, trên song kiếm đột nhiên bắn ra quang mang xanh sẫm, đỡ tới bên trái của mình. Tầm một tiếng, thời khắc song kiếm và đao gì tiếp xúc trực tiếp vỡ thành vô số kiếm nhận đâm vào trên người trên mặt quyệt liên quân xuất hiện từng vết máu đao gì tạm dừng một chút sau đó lại tiếp tục dùng thế không thể ngăn cản đi tới lúc này hai thanh song kiếm đỡ trước đao gì là quyệt liên quân phục chế tới nơi đúng lúc vung ra song kiếm lại một tiếng ầm vang lên song kiếm lại vỡ tan lần này lực đạo của đao gì mới hết cho dù không hết cũng không thể bổ sung bởi vì quyệt liên quân đã nhân lúc này lui lại ba trượng Quyệt Liên Quân phục chế đỡ một đao này bị chấn cho bay ra. Lan lộn trên mặt nước mấy vòng mới đứng dậy được, ánh mắt hắn hờ hững vô tình. Lúc này nước dưới chân Chu Phàm mới lộn nhạo tỏa ra từng tầng, hình thành một hồ nước. Đây là dư ba dẫn tới khi Chu Phàm và Quyệt Liên Quân giao chiến. Một đao bốn kiếm này va chạm thật sự quá nhanh, nhanh tới mặt nước dưới chân dầu mới phản ứng. Hồ nước bị cự lực chấn ra, rất nhanh liền khép lại. Người chính võ giả hoán huyết đoạn chém giết với người phục chế ở cách đó không xa cho dù là đang chiến đấu, cũng để lại một bộ phận tâm thần ở trên người quyệt liên quân. Chương 843 Ngươi là hoán huyết đoạn, hai cho nên bọn họ đều nhìn thấy một đao bổ ra đó của Chu phàm, vì thế mà tâm thần chấn động. Chỉ một đao đã bức cho quyệt liên quân cấp hắc sát phải chật vật lui về phía sau. Cho dù quyệt liên quân được gọi là cấp hắc sát yếu nhất, nhưng đây trùng quy vẫn là cấp hắc sát. Nếu là bất kỳ một ai trong bọn họ đối phó với cấp huyết lệ cũng rất miễn cưỡng, huống chi là cấp hắc sát vượt qua cả cấp bạch sát, Hắn rốt cuộc mạnh tới mức nào Trong đầu người chính võ giả đều không tránh khỏi xuất hiện suy nghĩ như vậy Có điều rất nhanh bọn họ lại cảm thấy phân chấn Chu phàm càng mạnh Đối với bọn họ lại càng có lợn Quyện liên quân phục chế chạy về bên cạnh quyệt liên quân Hai quyệt liên quân xoay tròn Nhanh tới chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ đang chuyển động hai giây Sau đó mới ngừng lại Lần này đã không phân rõ đâu là phục chế Hai quyệt liên quân đều mang theo vẻ sợ hãi nhìn về phía chu phàm Chỉ là một thoáng vừa rồi hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của chu phàm ngươi đúng là hoán huyết đoạn hai quyệt liên quân đồng thanh nói hắn có bí pháp đặc thù có thể cảm ứng được nhân loại này rõ ràng chính là hoán huyết đoạn nhưng sao hoán huyết đoạn lại mạnh như vậy cho dù là võ giả cao hơn hoán huyết đoạn một bậc cũng chưa chắc đã khó đối phó như vậy chu phàm hơi nhướng mày hắn không vội xuất thủ hắn đang phân biệt người nào mới là quyệt liên quân chân chính kỳ thật ta có phải hoán huyết đoạn hay không đối với ngươi mà nói ý nghĩa cũng không lớn hiện tại chắc ngươi đã biết, ngươi không phải đối thủ của ta. Mà ngươi sử dụng năng lực phục chế ra những người phục chế đó, chúng dường như cũng không bằng của đồng bạn của ta, sau một lúc nữa. Ngươi sẽ thua. Nhưng chúng ta lại không thể giết ngươi. Không bằng chúng ta đều thối lui một bước, ngươi để chúng ta rời khỏi. Chúng ta phong thiền sau này không tiến vào hồ sen nữa. Treo chu phàng, tình huống hiện tại cứ trước tiên an toàn lui về đã rồi tính, về phần có muốn lại tiến vào hồ sen hay không. Vậy phải xem tình huống dẫu sao con người việc gì phải giữ lời hứa với một quái quyệt không được các ngươi đều phải chết trong mắt hai quyệt liên quân lộ ra vẻ lạnh lùng cường mạnh ta phải ở trước khi chủ nhân tỉnh lại phải giết cho nhân loại các ngươi không dám tiến vào hồ xanh một bước nhân loại ngươi cho rằng ngươi nhất định thắng ta à hai quyệt liên quân mở miệng trên mặt trên tay có gân móng màu trắng hiện lên thân thể cũng đột nhiên co rút lại giống như hai quái nhân vừa gầy lại vừa lùn nhưng thân thể bọn họ tỏa ra khí tức cường đại Khiến cho nước dưới chân bọn họ nộn nhạo nổi lên từng tầng sóng. Bốn thanh thủy kiếm lại ngưng tụ trong tay bọn họ, biến hóa này chỉ diễn ra trong chớp mắt, hai chân bọn họ cùng rộng một cái, màn nước ầm một tiếng nổ tung. Thân thể của bọn họ giống như ảo ảnh tách ra. Khi bốn thanh kiếm tỏa ra quang mang màu xanh vừa đâm ra đã tới trước người Chu Phàm. Mắt Chu Phàm lộ vẻ kinh ngạc, thân thể run lên, lập tức phân hai cái bóng, đối mặt với hai quyện liên quân, đao trong tay chém tới bốn thủy kiếm đang đâm đến. Tiếng leng keng liên tiếp vang lên đao kiếm ở trong không trung dùng tốc độ nhanh tuyệt đối va chạm kịch liệt trong không trung mỗi lần khi va chạm đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo đao quang hoặc là kiếm quang lóe lên nhìn thì khắp nơi đều là đao khắp nơi đều là kiếm thân ảnh của quái quyệt và người cũng hóa thành vô số không ngừng va chạm trên mặt nước thường thường là chạm cái liền tách ra song khi hoặc màn nước bốc lên sinh ra khi nước hồ bị va chạm hoặc bốc hơi hóa thành xương trắng hoặc cho đến khi ở mặt nước phát nổ tàn thành vô số bọt nước rồi bắn ra phạm vi 10 trượng mà một người một quyệt giao chiến đã sớm không nhìn thấy hoa sen hoa sen ở xa xa cũng bị gió chấn cho đổ giặc không thể đứng thẳng được nữa 19 võ giả hoán huyết đoạn và người phục chế đều không hạnh mà cùng rời ra chiến trường của trục Phạm và quyệt liên quân sau đó mới tiếp tục chém giết ánh nắng xuất hiện ở phương bắc chiếu xuống mặt nước trống không giao chiến như vậy kéo ra khoảng 15 phút đao kiếm vào chạm vô số lần cho đến một tiếng nổ vang lên lúc này lực lượng trùng kích to lớn mới khiến cho một người hai quái quyệt đều lảo đảo lui về phía sau mặt nước cũng bị lực lượng đầy ngang tới phân liệt thành một khe rãnh to lớn mơ hồ có thể thấy được bùn lắng màu đen sâu trong đáy nước chu phàm đứng lại trong miệng trong miệng thở dốc từ kim khinh giáp trên người xuất hiện vô số vết kiếm cắt ra từng lỗ thùng nhỏ nhưng thân thể cường tráng của hắn không bị thương từ kim khinh giáp đang chậm rãi sửa chữa phục hồi hai quyệt liên quân thì cong lưng bốn thanh kiếm ở hai tay đã dãy thành đoàn kiếm chương 844. phí huyết có điều rất nhanh thì khí ngưng tụ lại hình thành kiếm mới vừa rồi không nhớ rõ trong va chạm của đao kiếm kiếm của hắn đã bị chém rãy bao nhiêu lần bốn con mắt xanh lét của hai quyệt liên quân nhìn chằm chằm chu phàng bọn họ còng lưng ngân máu màu trắng dày đặc trên mặt trên người bọn họ hiện tại giống quái quyệt hơn là giống người chỉ là bọn họ bật cười ôi ôi rất quái dị đúng là khó có thể tin được một hoàn huyết đoạn lại có thể đánh với chúng ta thành như vậy nếu thế hệ trẻ tuổi của nhân loại đều là thiên tài như ngươi quyệt liên quân ta trước khi chủ nhân chưa tỉnh lại cũng không dám bước ra hồ sen một bước đây là thực lực chân chính của cấp hắc sát sao sắc mặt chu phàm bình tĩnh hỏi nhưng thực lực của quyệt liên quân vẫn khiến trong lòng chu phàm kinh ngạc không thôi hắn đã lần như dùng hết át chủ bài trong cuộc chiến đấu vừa rồi lại không chiếm được một chút tiện nghi nào đây đã là cực hạn của ta quyệt liên quân thừa nhận mỗi lần mở miệng hai đều đồng thanh lên tiếng ngay cả khép miệng mở miệng đều không có chút khác biệt nào nhân loại ngươi biết khác biệt lớn nhất giữa người và quái quyệt là gì không là gì Khí tức của chu phàm đã bình phục hắn giải trừ tử kim giáp trụ ở phần lưng dùng tay trái rút cự đao một mực đeo trên lưng ra lúc này tử kim giáp trụ mới chậm rãi khép lại tay phải hắn cầm tinh xương đao dài nhỏ tay trái thì cầm đức tự đao to lớn một lớn một nhỏ hình thành đối lập quái dị mà lại rõ ràng nhưng loại các ngươi dựa vào ngoại lực quá nhiều bất kể là phù lục mà các ngươi lấy làm kiêu ngạo hay là đao kiếm binh khí trong tay thậm chí là chân khí trong cơ thể các ngươi cũng đều là ngoại lực trên mặt hai quyệt liên quân vẫn mang theo nụ cười đao kiếm sẽ rãy các ngươi không có đao kiếm sẽ giống như tiểu thú đáng thương không có răng chân khí cũng sẽ tiêu hao kịch liệt ở trong chiến đấu so với lực lượng trong cơ thể quái quyệt chúng ta tốc độ tiêu hao của loại ngoại lực này thật sự là quá nhanh ta hiểu ý của ngươi ngươi là nói một khi người và quái quyệt rơi vào trạng thái rằng co vậy giành được thắng lợi sẽ là quái quyệt các ngươi đúng không chu phàm bình tĩnh hỏi chính là ý tứ này trên mặt hai quyệt liên quân lộ ra nụ cười hưng phấn như vậy đi cường giả thiên tài nhân loại trẻ tuổi trải qua chiến đấu kịch liệt như vừa rồi chân khí tích trữ trong cơ thể ngươi còn lại bao nhiêu, lại có thể chống đỡ được bao lâu. Một khi chân khí của người này tiêu hao hết, vậy người thắng sẽ là quyệt liên quân hắn. Có lẽ thật sự giống như ngươi nói. Nếu nhân loại và quái quyệt rơi vào trạng thái rằng co, khả năng rất lớn là sẽ thua, nhưng ta thì khác. Chu Phàm lắc đầu. Khe rãnh to lớn giữa bọn họ không ngừng có nước chảy ngược xuống, khe rãnh dần dần liền lại. Ngươi đang phô trương thanh thế. Quyệt liên quân nói. Ta rất hiểu hoán huyết đoạn của nhân loại các ngươi cho dù ngươi rất đặc thù nhưng chân khí chắc cũng phải tiêu hao bảy tám thành rồi đương nhiên có lẽ ta đoán sai nhưng không sao cả bởi vì ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần trong va chạm kịch liệt này nói nhiều như vậy làm gì hai chân chu phàm cong lại cựa đao dương ngang phía trước đao gì thì giặt về phía sau tư thế này nhìn thì có chút quái dị nhưng chính là song đao nặng nhẹ mà hắn một mực khổ luyện luyện tập đao thuật cơ bản trong khôi hà không gian đã sớm diễn biến thành song đao cùng cầm cùng chém với hắn mà nói song đau lớn nhỏ nặng nhẹ đã là vô cùng quen thuộc giống như thấm vào cốt tủy nếu ngươi chỉ có loại trình độ này vậy ngươi thua chắc rồi hai mắt hắn ngượng thành màu vàng ròng da thịt và lỗ chân lông đều có huyết khí màu đỏ tràn ra huyết khí bốc lên lướt qua đỉnh đầu sôi trào giống như sắp hóa lỏng biến ảo thành hư ảnh thần long dài một thước uy áp cường đại của long thần huyết càng quét tư phương phi huyết quyền liên quân nhìn thấy biến hóa của chu phẳng cả người hắn run lên nhưng hắn phải lưu lại tất cả nhân loại này hắn không lùi mà tiến cùng quyệt liên quân phục chế cũng giống như ảo ảnh xông tới chu phàng bốn thanh song kiếm bổ ngang chém dọc hình thành hai thập tự kiếm chảm phong tỏa tất cả đường lui đồng tử rồng màu vàng đỏ của chu phàm có thể nhìn thấy rõ ràng kiếm nhận đang dung với tốc độ cao bởi vì kiếm cực nhanh ở trong mắt hắn đã triệt để biến thành giống như quay trọng. phí huyết mà huyết quân tử tự nghĩ ra không chỉ có thể không chế dị huyết mấu chốt là còn có thể khiến dị huyết bộc phát ra lực lượng cường đại dị huyết càng mạnh loại bạo phát này lại càng mạnh hắn gọi nó là phí huyết nói cách khác dị huyết sôi trào giống như nước sôi từ đó ép ra tiềm lực cường đại mà long thần huyết vốn là nhất đẳng trong dị huyết nhất đẳng chương tám trăm bốn mươi lăm huyết hai loại cộng thêm hai hai này khiến cho hắn tiến vào một loại trạng thái vô cùng cường đại thậm chí khi bốn kiếm sắp cắt tới người hắn hắn vẫn có thể dùng thái độ lạnh lùng suy nghĩ việc này mấy loại lực lượng trong cơ thể phát ra Lợi lờ trên đức tự đao đức tự đao dơ ngang trước người chỉ quét về phía trước đức tự đao không ngờ có thể phát sau mà đến trước đao quang rực rỡ được vẽ ra bốn tiếng rắc vang lên bốn thanh thủy kiếm bị một đao chém rãy hắn có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt hai quyệt liên quân lộ ra vẻ e ngại thì kiếm ở trong thị giác của hắn dùng tốc độ rất chậm chạp ngưng tụ lại biểu cảm của quyệt liên quân bên trái chậm hơn một chút bên trái là thể phục chế cựa đao trong tay hắn kéo thẳng về một đao bổ vào trên người quyệt liên quân bên trái cựa đao cắt hắn thành hai nửa lực lượng từ viên dư khí không âm quỷ lôi chân khí kết hớp lại, lập tức lan ra. Quấy nát hắn, thân thể của Quyệt Liên Quân phục chế bắn ra vô số bọt nước, không nhìn những bọt nước bắn ra nó. Lúc này đao gì cầm ở tay phải mới từ phía sau bổ tới, đao gì sạch qua khoảng cách của hai thanh thủy kiếm vẫn chưa ngưng tụ thành hình. Mấy đao quang lóe lên, đã cắt bỏ tứ chi của Quyệt Liên Quân. Tứ chi phun ra huyết tương xanh động, trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, hắn đứng không vững ngã về phía sau. Mắt thấy hắn sắp chìm vào trong nước, chu phàm đâm đao dỉ vào vai hắn vẩy hắn lên lúc này hư ảnh thần long xôi trà lúc này hư ảnh mới tản đi hóa thành huyết khí thu vào trong cơ thể loại trạng thái quay chậm này triệt để được giải trừ thế giới lại biến thành bình thường kỳ thật không phải thế giới biến thành chậm đi mà là hắn vừa rồi bởi vì phí huyết mà tiến vào một loại trạng thái cực nhanh cho nên mới có thể lập tức làm được nhiều chuyện như vậy Người ngoài nhìn vào thậm chí chỉ nhìn thấy hư ảnh và đao quang lai động màu vàng dòng ở hai mắt của chu phàm rút đi trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt phí huyết cường đại nhưng gánh nặng đối với thân thể cũng rất lớn có điều có thể có được kết quả như vậy giá trị tuyệt đối là đáng hắn nhìn quyệt liên quân bị đau gì vẩy lên quyệt liên quân cũng hai mắt hoảng sợ nhìn chu phẳng hắn thậm chí ngay cả mình thua như thế nào cũng không nhìn rõ nếu là nhân loại mà mất đi tứ chi và chảy nhiều máu như vậy sợ rằng đã chết rồi nhưng sinh mệnh lực của quái quyệt luôn rất man cường đối với quyệt liên quân mà nói chút thương thế này không tính là gì hắn chỉ là nhìn chu phàng với vẻ không thể tin nổi những người phục chế ở sai lần lượt sụp đổ, hóa thành vô số giọt nước rơi xuống. Trên người 19 võ giả hoán huyết đoạn học bị thương hạc không bị thương, có điều không ai chết cả. Bọn họ chỉ ngẩn người, ngay lập tức chạy tới bên Chu Phàm. Bị quyện liên quân đã bị chém đứt tứ chi triệt để không thể nhúc nhích, trên mặt bọn họ vừa vui vừa sợ. Vui tất nhiên không cần phải nói, bọn họ là kinh ngạc một mình Chu Phàm không ngờ có thể chế ngự được quyệt liên quân cấp hắc sát. Trong mức hồ xanh biếc hoa lá hèo úa lay động phiếu đã mười chín võ giả hoán huyết đoạn đứng ở bên cạnh chu phàm trên mặt bọn họ mang theo vẻ kính sợ đối với chu phàm mà nhìn về phía quyệt liên quân vết đứt ở tứ chi của quyệt liên quân vẫn chảy ra máu màu xanh đậm không còn là trạng thái phun trào như khi vừa đứt nhưng vẫn đang chảy máu hai mươi người bọn chu phàm cứ như vậy nhìn quyệt liên quân trong lòng người chín người xem như đã thở phào một hơi bọn họ đều đang nghĩ quyệt liên quân vừa rồi còn ngông cuồng tự đại đòi phải giết bọn họ cho bằng được không ngờ lại biến thành thê chảm như vậy tất cả đều là nhờ có chu phàm Bằng không bọn họ có thể đã giữ nhiều lành ít. Quyết liên quân không nhìn người chính võ giả, tầm mắt của hắn một mực bám ở trên người Chu Phàm. Hắn ho khẽ một tiếng, trong miệng phun ra máu, trên mặt trên môi đều dính máu, khiến hắn biến thành có chút tối tăm. Một tiếng ho này đã pha đi sự trầm mặc ngắn ngủi. Quyết liên quân nói: Ta thu rồi. Hắn nói rất bình tĩnh, chỉ là đơn thuần trình bày một sự thật. Chu Phàm nhíu mày nhìn Quyệt liên quân, hắn không giải trừ từ kim giáp trụ, trong lòng lại sinh ra một tia hàn ý bởi vì quyệt liên quân này bình tĩnh tới có chút quỷ dị ta rất hiếu kỳ ngươi sẽ xử trí ta thế nào quyệt liên quân hỏi con mắt xanh đậm của hắn biến thành có chút ảm đạm nhưng vẫn đang nhìn thẳng vào chu phàng mười chín võ giả bọn ô cao hiên không nói gì chu phàm đã đánh quyệt liên quân này thành như vậy chắc có tư cách xử trí quyệt liên quân đương nhiên tiền đề là không thể giết quyệt liên quân nói thật ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra chu phàm lắc đầu có điều ta sẽ mang ngươi về đường đê đường đây chính là nơi tụ cư của nhân loại các ngươi. Đúng không? Quyệt Liên Quân hỏi. Chương 846 Có chuyện gì từ từ nói? Hắn đã rất lâu rồi không rời khỏi quá quý khu, hoàn toàn không biết về bên ngoài. Ồ! chú Phàm gật đầu. Vậy có chút đáng tiếc, ngươi hiểu biết bao nhiêu về năng lực cuối cùng của ta. Ta là nói điều khiến nhân loại các ngươi sợ hãi nhất đó. Quyệt Liên Quân thản nhiên hỏi. Chú Phàm nhìn võ giả ở hai bên, không quá rõ có điều ta nghĩ ngươi vẫn còn đồng bọn. Bọn họ rất có thể sẽ tùy thời từ quý khu chạy ra cứu ngươi. Cho nên chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện phiếm ở đây. Tìm lại truyền, chúng ta rời khỏi nơi này. Nếu lại có quái quyệt cấp hắc sát như quyện liên quân hoặc là quái quyệt lợi hại hơn hắn tới, thậm chí kẻ gọi là chủ nhân của hắn sắp thức tỉnh, vậy đối với bọn trúc phàm mà nói, chắc chắn là tai nạn. Rất nhanh có bốn võ giả đi tìm truyền, tiền không trôi quá xa. Tìm lại chắc không cần tốn quá nhiều thời gian. Trúc Phàm vẫn dùng đao dỉ gầy quyệt liên quân. Cho dù chém đứt tứ chi của quyệt liên quân, nhưng dẫu sao đây cũng là quái quyệt. Mà không phải người. Chỉ cần quyệt liên quân dám có một chút dị động, hắn sẽ có thể lập tức thông qua đao dỉ làm ra, ứng đối. Các ngươi không cần sợ như vậy. Những đồng bạn đó của ta tạm thời vẫn chưa thể ra khỏi quý khu. Bọn họ phải bảo vệ chủ nhân đang ngủ say. Đương nhiên ta nói ngươi khẳng định sẽ không tin. Quyệt liên quân lắc đầu nói. Kỳ thật năng lực cuối cùng của ta, không lợi hại như các ngươi nghĩ, nó không thể khiến ta thật sự sau khi chết đi nguyền rủa tất cả mọi người ở phụ cận hắn tiếp tục nói tới năng lực của mình bằng không ta nên cùng ngươi về điều đêm mà ngươi nói rồi đến lúc đó có thể khiến nhiều người hơn phải chôn cùng với ta bọn chu phàm đang chờ đợi đều ngẩn người trong mắt rất nhanh liền lộ ra vẻ cả kinh chẳng lẽ hắn muốn chết có võ giả hoán huyết đoạn đã lui về phía sau mấy bước tùy thời chuẩn bị rời xa chu phàm cùng với quyện liên quân trên mặt chu phàm lộ ra vẻ do dự hắn không dám giết quyền liên quân nhưng có thể ném quyền liên quân ra thật xa chỉ là làm chung hắn không dám khẳng định có hữu dụng không hơn nữa rất có thể sẽ để quyện liên quân triệt để đào thoát vô dụng thôi sắc mặt quỷ liên quân hờ hững nói năng lực cuối cùng của ta là nguyên rủ kẻ địch từng giao thủ với ta trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên cũng bao gồm cả người giao thủ với sinh linh mà ta phục chế cho dù tốc độ của các ngươi rất nhanh nhanh đến có thể lập tức chạy ra khỏi hồ sen cũng không thể tránh được nguyên rủ sau khi ta tử vong những võ giả hoán huyết đạn đó đều cứng đờ người lại nếu là như vậy vậy có chạy bao xa cũng vô dụng có gì từ từ nói. Một phó giả trong đó gấp giọng nói, đừng làm chuyện điên rồ, có gì tốt hơn sống sót chứ. Chúng ta bảo đảm không giết ngươi. Lại có người mở miệng nói. Trong lòng hắn vẫn còn một câu, chỉ xin ngươi đừng tìm chết. Sắc mặt Chu phàm khẽ biến, hắn đang nghĩ quyệt liên quân bị chặt đất tứ chi thật sự vẫn còn năng lực để tự sát hay không. Nếu có thì làm thế nào để ngăn cản hắn? Quyệt liên quân phá lên cười. Hắn cười tới hai mắt híp lại, chỉ là mắt nhau lại tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Ta có thể không chết. Quyền liên quân mở miệng nói. Nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì, cho dù ngươi muốn chúng ta thả ngươi cũng được. Trong võ giả có người mở miệng nói, khi hắn nói lời này, còn nhìn Chu Phàm Bởi vì hắn làm như vậy xem như đã vượt quyền Chu Phàm Hắn sợ Chu Phàm không vui. Ta cũng đồng ý thả ngươi. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Cho dù giết quyệt liên quân có thể có được không ít sâu xám, nhưng hắn đúng là không dám giết hơn nữa chu phàm còn nhận thấy quyện liên quân này không phải nói đùa rất có thể là có ý định đồng quy vu tận một quả bom sẽ tùy thời phát nổ như vậy cứ để hắn đi thì tốt hơn nhưng ta không đồng ý quyện liên quân nhìn chu phàm một cái nói ngươi đừng quá phận sắc mặt chu phàm lập tức trầm xuống ngươi rốt cuộc muốn như thế nào ngươi nói nghe thử yêu cầu của ngươi đi có võ giả vội vàng nói chu huynh đệ đừng xung động ô cao hiên vội vàng kéo tay láo của chu phàm ta muốn hắn chết Quyệt Liên Quân nhìn về phía Chu Phàm, lại lùng nói: "Đây là yêu cầu duy nhất của ta, chỉ cần hắn chết, các ngươi thả ta rồi là có thể đi." Lông tóc toàn thân Chu Phàm dựng đứng lên, hắn thuần di một cái, rời sam 15 võ giả, nhìn thẳng vào bọn họ. Sắc mặt của 15 võ giả trở nên âm tình bất định. "Sao, không động thủ à?" Quyệt Liên Quân cười hỏi 15 võ giả. 15 võ giả vẫn không ai dám trả lời, bởi vì uy thế Chu Phàm vừa rồi đánh bại Quyệt Liên Quân vẫn khác ở sâu trong lòng bọn họ chương 847 Lòng ngươi. Các ngươi tin hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hoặc là nói các ngươi nắm chắc có thể thắng ta? Sắc mặt Chu Phạm lạnh lùng hỏi Nếu là bình thường, các ngươi đương nhiên không thắng được hắn Nhưng vừa rồi hắn động thủ với ta Chân khí trong cơ thể đã tiêu hao chỉ còn lại một hai thành Các ngươi chỉ cần phí một chút khí lực là có thể giết hắn Quyệt Liên Quân mỉm cười dụ hoặc Chu Phạm chỉ cười lạnh nói với Quyệt Liên Quân Vừa rồi không phải ngươi cũng cho rằng là như vậy à? bởi vì đặc tính cấp tốc khôi phục chân khí của long thần huyết chân khí của hắn sớm đã khôi phục lại hắn có gì mà phải sợ hắn không nghĩ tới trực tiếp giết chết quyệt liên quân để chật đất ý định của tất cả võ giả bởi vì một khi hắn khi giết chết quyệt liên quân những võ giả này sẽ nổi điên cho dù hắn không sợ những võ giả này nổi điên nhưng hắn vẫn không muốn phải đối địch với 19 võ giả hoán huyết đoạn có gì từ từ nói Âu cao hiên mở miệng đầu tiên hắn pha tan bầu không khí khẩn trương trong sân Ô Cao Hiên lại nhìn về phía Quyệt Liên Quân vẫn bị lẩy lên, trầm giọng nói: "Ngươi bất dùng cái ly gián mà nhân loại chúng ta đã dùng chấn này rồi đi, chúng ta không thể ra tay với Chu huynh đệ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ngươi có thể đại biểu cho tất cả bọn họ sao?" Quyệt Liên Quân cười hỏi lại. Ô Cao Hiên nhất thời nghẹn lời, hắn nhìn về phía những võ giả hoán huyết đoạn không nói gì đó, hắn quả thật không đại biểu được, ai biết bọn họ nghĩ gì. Bốn võ giả ở cách đó không xa đã tìm thuyền về, bọn họ thấy bên này dường như xảy ra vấn đề, vội vàng thi triển thân pháp mấy lên mấy xuống đã tới hiện trường đợi nghe người khác kể lại sự việc sắc mặt bọn họ cũng khái biến trúc phàm nhìn đủ loại biểu cảm của 19 người, người ở đối diện hắn bảo trì bình tĩnh tuyệt đối nếu 19 người này dám biểu lộ ra ác ý đối với hắn hắn sẽ khiến bọn họ hối hận quyệt liên quân đưa lưng về phía 19 người hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt bọn họ nhưng hắn có thể tưởng tượng được trong 19 người, người khẳng định có không ít người trong lưng hiện tại đang dãy ruộng do dự thậm chí có người muốn động thủ lại không dám động thủ Quyện Liên Quân chỉ nhìn Chu Phàm, cặp kia đồng tử xanh lét ảm đạm của hắn mang theo vẻ lạnh lùng nói: "Hiện tại ngươi động thủ giết ta nói không chừng còn kịp, chỉ là ngươi lại không dám làm như vậy, bởi vì ngươi và bọn họ sẽ phải chôn cùng ta." "Không phải không dám, chỉ là không muốn." Chu Phàm thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía 19 người. Hiện tại 19 võ giả hoán huyết đoạn, không người nào dám đứng ra nói muốn giết hắn trước. Nhân loại các ngươi từng nghiên cứu quái quyệt, mà trí quyệt chúng ta cũng từng nghiên cứu nhân loại, đối với ta mà nói, lòng người còn đáng sợ hơn quái quyệt chúng ta, rất nhanh ngươi sẽ biết. Quyệt liên quân lại nhẹ giọng nói với Chu Phàm, sau đó hắn lớn tiếng kêu lên. Ta đã sắp hết kiên nhẫn rồi, các ngươi có giết hắn hay không? Không giết hắn, vậy chúng ta cùng chết. Đừng xung động, trừ việc này ra, chúng ta cái gì cũng có thể thương lượng, ngươi kêu chúng ta chết cùng, đối với ngươi thì có ích lợi gì. Trong 19 người cuối cùng cũng có người không nhịn được mở miệng. Chúng ta thả ngươi. Lập tức rời khỏi nơi này sau đó ngươi cũng có thể sống sót. Thế không phải là tốt hơn à? Sau khi rời khỏi đây chúng ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiến vào hồ sen nữa. Sau này nơi này không còn ai dám đến quấy rầy ngươi nữa. Tiếng khuyên bảo liên tiếp vang lên. Bọn họ đều sợ quyền liên quân thật sự có biện pháp tự sát, nhưng bắt bọn họ trở mặt với Chu Phàm, bọn họ lại không có đảm lượng này. Bọn họ cũng vì thế mà lưỡng lự. Chu Phàm không khuyên bảo, hắn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Không được, không phải một mình hắn chết thì chính là chúng ta cùng chết thanh âm của quyệt liên quân trở nên lạnh lùng ta đếm ngược người tiếng nếu các ngươi không động thủ vậy ta sẽ chết người chín trong người chín người không ngừng có người mở miệng khuyên bảo tám mày chỉ là quyệt liên quân vẫn bất vi sở động lại đọc ra hai con số 19 người, người bởi vậy mà trở nên yên tĩnh 6. Nam Trên mặt không ít người đã lộ ra vẻ sợ hãi 4. Ma chu huynh đệ có vài người không nhịn được nhìn về phía chu phàm kêu lên chu phàm nhớ mày hai quyệt liên quân tạm dừng một chút từ từ đọc ra một hai là ngươi tự sát đi một mình ngươi chết vẫn tốt hơn chúng ta cùng chết cuối cùng có người sắc mặt âm tình bất định kêu lên ngươi sẽ tự sát chứ quyệt liên quân hỏi chu phàm cười lạnh một tiếng sẽ không người chín người đều biến sắc một quyệt liên quân nói trên mặt đức trở nên yên tĩnh không khí vào khoảnh khắc này dường như đã triệt để ngưng trệ. Chương 848. Lòng người hai. 19 người đều khẩn trương sợ hãi nhìn chằm chằm quyện liên quân bị đau gì vầy lên. Chỉ là một lúc sau vẫn không có gì phát sinh. Quyện liên quân cũng chưa chết. Không ít người đều thở dài. Thì ra là hù bọn họ. Lúc trước bọn họ cũng có hoài nghi như vậy. Nhưng bọn họ chỉ sợ vạn nhất. Có điều có mấy người sắc mặt trở nên khó coi. Vừa rồi trong lúc nguy cấp, bọn họ đã hô lên tên của chú Phàm đặc biệt còn có người muốn chu phàm tự sát bọn họ sợ chu phàm tìm bọn họ tính sổ đáng tiếc quyện liên quân có chút tiếc nuối thở dài vốn còn muốn nhìn ngươi và bọn họ tự giết lẫn nhau quái quyệt này không ngờ dám lừa chúng ta trong người chín võ giả có người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi có điều hắn vẫn không dám nói chuyện lớn tiếng sợ kích thích quyệt liên quân đã không được thì thôi vậy quyệt liên quân cười khẽ mắt hắn thủy chung không rời khỏi chu phàm chu phàm cũng đặt đại bộ phận tâm thần ở trên người quyệt liên quân rất khó giải quyết này các ngươi khẳng định cho rằng ta là lừa các ngươi con mắt ảm đạm của quyệt liên quân đột nhiên biến thành sáng ngời rực rỡ như bảo thạch chu phàm chỉ hơi ngần ra sau đó tay trái hắn cấp tốc nén ra phù lục một mực cầm trong tay phù lục rơi lên người quyệt liên quân phù văn trên giấy vàng nhanh chóng lan ra hàn khí băng tràn lập đóng băng quyệt liên quân lại như khóe miệng quyệt liên quân ở trong khối băng vẫn phát ra một độ cong thân thể đã không còn tứ chi của quyệt liên quân phòng lê rồi triệt để nổ tung khiến cho khối băng cũng tan tành máu thịt màu xanh xen lẫn trong vụn băng rơi xuống mặt nước trong nháy mắt khối băng nổ tung chu phàm sớm đã rút đao di chuyển ra xa hơn một trượng bên kia 19 người nhìn một màn đột ngột này bọn họ chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ trong nhất thời không thể phản ứng có khói đen xì lượn lờ ở váy bọn họ trong nháy mắt xương khói đen xì xuất hiện tất cả mọi người đều cảm ứng được bọn họ phản ứng nhanh chóng lấy ra bảo mệnh phù đất đỏ nhất trên người mình dán lên trên người ý đầu loại trừ vòng khói đen này chỗ chan chu phàm cũng có một vòng xương khói xương khói đen xì truyền đến cảm giác âm trầm rét lạnh xương khói đen xì này xuất hiện rất đột nhiên không ai lưu ý đến nó là hình thành thế nào nhưng không cần nghĩ cũng biết cái này có liên quan tới quyệt liên quân đã chết đây rất có thể chính là từ liên bệnh trong truyền thuyết sắc mặt chu phàm có chút khó coi trên người hắn vẫn mặc từ kim giáp trụ nhưng phù văn của dĩ giáp lại giống như không phát hiện ra sự tồn tại của xương khói đen gì. hắn giải trừ từ kim giáp trụ từ trong phù đại của mình liên tục lấy ra mấy đạo phù lục phá nguyền rùa đuổi bệnh tật sán lên trên người nhưng những phù lục này lại không có bất kỳ phản ứng gì mặt nước nơi này thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng ho hét điên cuồng của võ giả phù lục của bọn họ cũng không có công hiệu chu phàm nhíu mày vầy đỏ rực hắn một mực đeo bên hông lại có cảm giác cực nóng truyền đến hắn vén áo lên phát hiện bên dưới lân phù dùng dao lân vẽ ra đã vỡ thành điểm bụi nhỏ bụi rơi xuống, Lân Phù dần dần tiêu tán, đồng thời vòng khói đen xì trên trán hắn cũng theo gió tản ra. Lân Phù và vòng khói đen xì cơ hồ là đồng thời biến mất. Đạo Lân Phù này là Mặc chú Phù hắn bỏ ra 100 con sâu xám lớn giao dịch từ chỗ Hắc Long, Mặc chú Phù đã giải trừ tử liên bệnh thay hắn. Hắn đau lòng vì mình đã lãng phí một đạo Mặc chú Phù, đồng thời cũng thầm thở phào, dẫu sao tử liên bệnh cuối cùng cũng được giải trừ rồi. Chỉ là 19 người còn lại, không có vận khí tốt như chú Phàm. Sau khi bọn họ rẽ ruộng, vòng khói đen xì trên chắn đã triệt để co rút lại để lại một đạo in vân vân lộ hình khói đen xì ở trên chắn bọn họ có người sắc mặt trắng bệch có người thì sắc mặt đen xì có người lập tức miệng phun máu tươi có người nhanh chóng người yếu có người hốc mắt lõng sâu bệnh trạng bọn họ thể hiện ra không giống nhau nhưng bọn họ là mắc cùng một bệnh tử liên bệnh đây là tử liên bệnh sao có biện pháp có thể trị được không có võ giả sắc mặt đã biến thành xanh đen gấp giọng hô lên hắn nhìn về phía võ giả quen thuộc với loại quái quỷ quyền liên quân này hỏi nửa canh giờ chúng ta chỉ có nửa canh giờ để sống chúng tử liên bệnh mà quyệt liên quân nguyền dù chưa từng có ai sống quá được nửa canh giờ có võ giả quen thuộc với quyệt liên quân điên cuồng hô lên 19 người trên mặt nước phát ra tiếng kêu riêng hoặc sợ hãi hoặc điên cuồng bọn họ vẫn không thể chấp nhận trạng thái này không ai muốn chết cho nên bọn họ mới ở vào trạng thái tinh thần sụp đổ chương 849 thư chúng ta Chu Phàm trầm mặc nhìn 19 võ giả hoán huyết đạn cảnh giới ngang ngửa với hắn này, hắn không tùy tiện tới gần, mà là đứng ở vị trí trước đó, Tử Liên bệnh chắc không thể lây, nhưng hắn không thể không bảo trì thái độ thận trọng. Hết rồi, không có thuốc đề giải, bệnh nagi, Có người lẩm bẩm. Một võ giả dáng người có chút thấp bé bỗng nhiên nhìn về phía Chu Phàm. Chu Phàm sớm đã giải trừ Tử Liên bệnh, lập tức lại để từ kim giáp trụ bao phủ toàn thân. Không đúng, không đúng, ta nhớ rõ hắn hình như đã trừ bỏ được Tử Liên bệnh rồi võ giả dáng người thấp bé dùng tay chỉ vào chu phàm vội vàng hô lên vừa rồi khi hoảng loạn sợ hãi hắn loáng thoáng liếc về phương hướng của chu phàm cho nên nhìn thấy ban đầu cho rằng bởi vì mình chúng nguyên rồi mà mắc từ liên bệnh chưa hồi thần hiện tại hơi hoàn hồn hắn liền nhớ tới việc này hắn vừa nói như vậy lại có mấy vài võ giả mở miệng ta hình như cũng nhìn thấy ta cũng nhìn thấy trong nhất thời các võ giả đang lẩm bẩm hoảng loạn đều im lặng 19 võ giả hoán huyết đoạn đều mắt nhìn chằm chằm chu phàm trong ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ chờ đợi bức thiết chu huynh đệ ngươi thật sự trừ bỏ được từ liên bệnh rồi à ô cao hiên gấp giọng hỏi hiện tại hắn cũng đã mắc từ liên bệnh hắn không thể không quan tâm việc này chúc phàm im lặng không nói gì nếu không phải ngươi cởi giáp mặt của ngươi xuống cho chúng ta nhìn có võ giả mở miệng trầm giọng nói chu phàm nhìn những võ giả cảm xúc phân lớn đã ở vào trạng thái sụp đổ này bọn họ giống như trước khi đuối nước tìm được cọng cỏ cứu mạng nhìn chăm chăm chu phàm chu phàm trầm mọc một chút giáp mặt trước sau thu lại, lộ ra mặt của hắn một cách rõ ràng. Tất cả võ giả đều nhìn thấy trên trán hắn không có yên văn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng biến thành càng lúc càng cuồng nhiệt. Cứu ta với. Đúng vậy, cứu chúng ta. Ta cái gì cũng nguyện ý cho ngươi, bất kể ngươi muốn tiền tài, tài liệu, phù lục trên người ta hay là võ kỹ công pháp của ta, ta đều đưa cho ngươi. Ta cũng nguyện ý cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta. Mọi người chen nhau kêu lên với Chu Phàm, Chu Phàm dần dần nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Chúc Phàm hít một hơi, trầm giọng nói, "Ngậm miệng." 19 người, người đều ngậm miệng lại. "Ta không cứu được các ngươi." Chúc Phàm bình tĩnh nói, "Ngươi nói dối, ngươi có thể cứu bản thân vì sao lại không thể cứu chúng ta? Ta quỳ xuống với ngươi, thực sự có người quỳ hối dầm một tiếng, chỉ cần ngươi cứu ta, ta nguyện ý làm châu làm ngựa cho ngươi." Hắn nói xong miệng còn ho ra một búng máu. Tử liên bệnh sẽ khiến thân thể cường tráng của bọn họ càng lúc càng kém cho đến khi chết đi. 19 người nói liên tục, đại đa số bọn họ đều cho rằng Chu Phàm có thể cứu bọn họ. Ta dùng một đạo phù lục quý giá mới giải trừ được tử liên bệnh, nhưng phù lục này ta chỉ có một đạo. Sắc mặt Chu Phàm lạnh lùng nói. Ta khuyên các ngươi đừng lãng phí thời gian ở trên người ta. Hiện tại đi nghĩ biện pháp, nói không chừng còn kịp đấy. Không kịp rồi, nơi này là đinh khu, cho dù chúng ta bỏ truyền toàn lực chạy lê đường đê, cũng còn lại được bao nhiêu thời gian. Và lại ở đường đê có ai có thể cứu được chúng ta đây chính là nguyền rủ của quyệt liên quân cấp hắc sát không ít người tuyệt vọng lẩm bẩm có thể sống sót hay không là chuyện của bản thân các ngươi chu phàm thở dài nói đầu tiên hiện tại là ban ngày nếu hắn muốn lập tức đi vào giấc mộng nhờ hắc long giúp đỡ nhưng cho dù may mắn được hắc long đồng ý cho hắn tiến vào khôi hà không gian hắn cũng không dám mạo hiểm ngủ ở đây bởi vì ngủ ở đây quá nguy hiểm quyệt liên quân chết rồi những đồng bạn đó của hắn không biết lúc nào sẽ chạy tới hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Mấu chốt là những võ giả này không quen thuộc với hắn, người duy nhất có chút giao tình cũng chính là Ô Cao Hiên mà thôi. Nhưng cho dù là Ô Cao Hiên cũng không đáng để phải hắn dùng mạng của mình để mạo hiểm đi cứu. Những người này dám vào đây, nên có thái độ đối mặt với tử vong. Hiện tại chỉ ngươi có thể cứu được chúng ta, đây là ngươi không chịu cứu chúng ta. Có võ giả hai mắt mang theo oán hận nói. Ngươi muốn cái gì chúng ta cũng nguyện ý cho ngươi. Vì sao ngươi không chịu cứu chúng ta? lại có một võ giả khác hét lên nếu ngươi không cứu chúng ta vậy đừng hòng rời khỏi nơi này lại một võ giả sầm mặt nói lui một vạn bước mà nói coi như ta có thể cứu các ngươi ta cũng không nghĩa vụ phải cứu các ngươi một tia đồng tình cuối cùng trong lòng chu phàm chết để tiêu tán hắn lại lùng nói hiện tại tránh ra cho ta ta muốn đi chiêu tám trăm năm mươi di thư các ngươi nghe xem võ giả dáng người thấp bé phát hiện chu phàm giải trừ tử liên bệnh dùng tay chỉ vào chu phàm gương mặt hắn trở nên vặn vẹo hắn thừa nhận hắn là không muốn cứu chúng ta trên người hắn khẳng định còn có loại phù lục có thể giải trừ tử liên bệnh này chúng ta giết hắn tìm ra phù lục có võ giả đã rút ra trường kiếm mọi người cùng tiến lên hắn có lợi hại tới mấy cũng đã ác chiến một hồi với quyệt liên quân trong cơ thể có thể còn lại bao nhiêu chân khí có một võ giả sắc mặt âm hiểm nói giết hắn còn có cơ hội sống sót trên mặt chu phàm lộ ra nụ cười lạnh tay phải hắn rút đao gì ra tay trái cầm cự đao dùng đao gì chỉ vào 19 người nói không sợ chết thì tới đây có lẽ do sự bức gần của tử vong khao khát đối với sinh tồn khiến lá van của bọn họ to lên không còn sợ chu phàm nữa bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm chu phàm trong 19 người có 15 người đã nắm chặt đủ loại binh khí đao thương kiếm gậy bọn họ bắt đầu dán phù lục cấp cao nhất lên người và binh khí trên mặt bốn người còn lại cũng mang theo vẻ do dự lui về phía sau mấy bước, trong bốn người này bao gồm cả Ô Cao Hiên sắc mặt ảm đạm. 15 người cũng không nhìn bốn người lui về phía sau, mắt bọn họ tràn ngập tia máu. Bọn họ chỉ muốn cướp đi toàn bộ mọi thứ trên người Chu Phàm, tin được phù lục hoặc dược vật có thể giải trừ từ liên bệnh. Châm mặc mà lãnh khốc chỉ kéo dài trong chớp mắt, trong 15 người có người hét lớn một tiếng, chân khí toàn thân bộc phát, ô tới binh khí trong tay mình. Một tiếng hét lớn này giống như khẩu hiệu khởi sướng xung phong, 15 người như lăng như hổ sông đến Chu Phàm tử liên bệnh khiến thân thể bọn họ bị bệnh nhưng chân khí của bọn họ vẫn còn bọn họ vẫn có thể phát huy ra thực lực nên có của hoán huyết đoạn 15 võ giả hoán huyết đoạn xông tới khiến cho trong không khí đều tràn lập khí vị tàn khốc và đẫm máu 15 thành binh khí đao thương kiếm gậy mang theo phù lực và chân khí hùng hồn giống như rời núi lấp biển ập tới chu phàng dưới sự thúc hóa của chân khí phù lực các màu tỏa ra quang mang rực rỡ lóa mắt trói tới mắt người ta không mở ra được thế công sắc bén ép cho người ta hít thở không thông chu phàm mặt trầm như nước hắn hét lớn một tiếng đao dỉ và cự đao trong tay chém nhanh ra quỷ khí xanh đen lãnh lam hỏa diễm lôi hồ đen xỉ chân khí trong cơ thể sớm đã cấp tốc hồi đầy toàn bộ rót vào trong cự đao và đao dỉ đây là khoái đao to nhỏ vô cùng bá đạo nhanh tới chỉ có thể nhìn thấy một đường bạc lưu quang khoái ngân đao quyết nhất tuyến ngân khoái đao lớn nhỏ quét qua tiếng rẹt sật không ngừng vang lên hắn rút đao sớm đã lặng lẽ không tiếng động tiếng sạch sạch và tiếng một đôi khoái đao và 15 thanh binh khí va chạm phát ra. Phu lực và chân khí kèm trên 15 thanh binh khí đã bị các loại lực lượng trên song đao của Chu Phàm trấn áp rồi xóa diệt, sau đó binh khí bình thường toàn bộ đều bị một đao chém đứt ngang. Mũ đao, mối kiếm, đầu thương, nửa thân ngậy bay lên xoay tròn trong không trung. Trên mặt 15 võ giả vây công Chu Phàm, đều lộ ra vẻ cả kinh, bọn họ không ngờ chỉ một chiêu đã bị chặt đứt binh khí, trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là lui lui càng xa càng tốt. Chỉ là không kịp rồi, tay Chu Phàm run lên, một đôi khoái đao đã giống như gió xoáy. Xoay tròn, vẫn là nhanh tới chỉ có thể nhìn thấy một tia bạc, sau tia bạc, 15 cái đầu đồng loạt bay lên. Đầu trận to mắt, tâm nhìn của bọn họ lệch trái nhưng phải. Ý đồ muốn nhìn rõ nam nhân đó, bọn họ nghĩ tới sẽ thua, sẽ chết, nhưng không ngờ lại thua nhanh như vậy, chết thảm như vậy. Đinh khí như mũi đao mũi kiếm xoay tròn trong không trung lúc này mới rơi xuống mặt nước, chìm vào trong nước, người lăm khoáng sọ đất ra có máu tươi gần như là đen xì phun ra đây là một hồi mưa máu hoa lệ mà tàn nhẫn chu phàm đứng sau mưa máu lúc những thi thể đó chìm vào trong nước hai tay cấp tốc nước qua thao số 15 lăm chiếc phù đại cầm vào trong tay trên mặt hắn một mực bảo trì bình tĩnh đối với kết quả này hắn ra sớm có dự đoán đinh khí gì không sợ vây công chỉ khó khoái binh long tiền bối khiến yên chi tiên tử hoa nhiều người thạnh huynh quốc huynh thành tương tư đơn phương tới chết từng nói chỉ cần thương đủ nhanh đủ mạnh dùng một địch mươi thì đã làm sao? Chỉ cần đao đủ nhanh đủ mạnh, dùng một đấu một trăm thì có thế nào? Mặt nước đã bị máu của mười lăm cỗ thi thể ngượng đỏ. Chu Phàm bồng bềnh trên mặt nước, mua này mới nhìn về phía bốn võ giả hoán huyết đoạn một mực không,